chương 801, bại liễu viêm. Ầm. Um, vạn viêm pháp thân nổ tung, tiêu tán thành những mảnh vỡ lấp lánh, một bóng người te tua tơi tả văng ra. Người đó máu me be bết, dao động linh lực lúc này yếu ớt vô cùng, hẳn nhiên đã trọng thương. Liễu Viêm đã bại, khán giả kinh hô, giao chiến đến thế này thì kết quả đã rõ ràng, Liễu Viêm trọng thương mất chiến lực, căn bản không còn sức chống với Mục Trần được nữa. Mục Trần vẫn giữ tư thế tung nắm đấm, đầu cúi xuống nhìn Liễu Viêm văng đi, ánh mắt đột nhiên khởi sát ý, bất ngờ lướt tới hướng thẳng liễu viêm. Sát khí bốc cao làm mọi người cả kinh, hẳn nhiên là hiểu Mục Trần muốn nhổ cỏ tận gốc. Người này ác độc làm khán giả cũng dùng mình. Mục Trần kia tuổi trẻ mà thủ đoạn thế này thật đáng sợ. Liễu viêm nhìn thấy Mục Trần mãnh liệt lao tới, sắc mặt kịch biến, cố gần giọng đe dọa. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, huyền thiên điện sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Chiến lực của hắn đã suy kiệt hết mức, nếu ăn thêm một đòn nữa thì e rằng khó mà giữ mạng. Dù hắn quát lên, nhưng Mục Trần chẳng hề đếm xỉa, xuất hiện sát người Liễu Viêm, bàn tay trong bộ long giáp hung hãn vỗ tới liên hồi, linh lực chút ra công kích mưa sa nước chảy. Công kích đầy sát tính của Mục Trần khiến Liễu Viêm hoảng sợ, tên kia tàn nhẫn ngoài dự tính. Muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Liễu Viêm dù sao không không phải là đệ đệ Liễu Minh của hắn, nguy cơ lâm đầu vẫn không thất kinh, phẫn nộ gầm lên, thân thể nứt ra, dao động linh lực cuồng bạo dữ dội muốn bộc phát từ trong cơ thể. Mục Trần trừng mắt, nhất thời giật mình tên kia muốn tự nổ cơ thể, mục trần cấp tốc lùi lại, ngay lúc đó, thân thể liễu viêm bộc phát một tiếng nổ kinh thiên, kinh lực tàn phá tứ tung, không gian méo mó biến dạng, nứt nẻ như sắp sửa sụp đổ. Lực xung kích đập vào người mục trần khiến hắn oi máu rên rỉ, may là có long phượng kim giáp trên người, do đó cũng không đến mức trọng thương, nhưng vẫn bị đánh bay xa cả ngàn trượng. Trong cơn bão lửa linh lực, một tia sáng bắn ngang bầu trời, không gian uốn éo rồi biến mất không thấy đâu. Đó là thần phách của Liễu Viêm hắn ta tự cho nổ cơ thể để thần phách thừa cơ trốn đi mục trần thấy vậy chỉ biết nhíu mày không ra tay liễu viêm đã mất cơ thể thần phách cũng trọng thương dù thoát nạn không mất mạng thì cũng chỉ còn là phế nhân sau này không còn uy hiếp gì nữa bão lửa trên trời dần lắng xuống nhưng cơn bão trong lòng khán giả thì vẫn còn y nguyên chiến sĩ trong bộ kim giáp chỉ đứng yên giữa trời nhưng hung khí của hắn đã làm người ta rung động sợ hãi khí thế này ngay cả cường giả như tô bích nguyệt hồng ngư cũng tỏ ra nghiêm chỉnh chỉ chớp mắt vài cái đã đánh bại được liễu viêm khiến hắn phải tự nổ cơ thể bỏ chạy thần phách e rằng ở đây không ai không kiêng rẻ hắn kim quang sáng lên trên cơ thể mục trần long phượng kim giáp nhanh chóng lặn vào trong da khiến hắn trở lại bình thường mục trần hiện ra rõ ràng khán giả cũng giật mình thất kinh cơ thể hắn bị phủ một lớp mài do máu khô lại thậm chí còn nhìn thấy nhiều chỗ bị thương hẳn nhiên cú tự bạo cuối cùng của liễu viêm đã khiến hắn chịu một chút thương thế mục trần khẽ lắc mình lớp mài vỡ ra rơi xuống nhưng vết thương sâu thấy xương nhanh chóng hồi phục, tốc độ cực kỳ kinh khủng, chỉ ngắn ngủn vài giây, cơ thể hắn đã trở lại bình thường. Tình huống bất ngờ diễn ra khiến tất cả mọi người trừng mắt há mồm. Mục Trần cực kỳ hài lòng với khả năng hồi phục này, tinh huyết long phượng dung hòa vào cơ thể đã mang đến sinh mệnh lực thần thú cho hắn, chỉ cần không phải là những thương thế hủy diệt, căn bản hắn có thể nhanh chóng hồi phục, cảm nhận cơ thể như mới ban đầu, hắn đưa mắt nhìn lên, ánh mắt như tuyệt thế hung thú hung ác đáng sợ, cùng với thanh thế vừa đánh bại Liễu Viêm, khiến cho khí thế của hắn lúc này cực thịnh. Ngay cả Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên cũng kiêng nể ra mặt, lặng lẽ nhìn đi nơi khác, không dám đối mặt với hắn, e lỡ như vô ý tỏ ra đối địch lại mệt thân. Gã này cực kỳ không nên trêu ghẹo thiên địa cũng yên tĩnh lắng đọng, khán giả bị khí thế của Mục Trần chấn nhiếp, đến lúc này thì đương nhiên không còn kẻ nào dám buông lời coi thường với Mục Trần. Mục Trần đảo mắt qua bầu trời, tập trung vào chỗ ba người đang kềm chế nhau, phạm vi mấy ngàn trượng quanh họ tạo thành một trường khí khiến không ai dám tới gần trên này còn ai nữa đâu ngay khi ánh mắt hung lệ của hắn chiếu tới trường khí bỗng nhiên rung động lúc này mọi ánh mắt trong trời đất đều cùng nhìn về không trung nơi đó dù rằng trận mục trần vs liễu viêm khi nãy cũng kịch liệt nhưng chiến trường chính thức là chỗ này mục trần và liễu viêm đều mạnh nhưng so với thải tiêu phương nghị u minh hoàng tử thì vẫn còn kém vài phần mục trần dù vừa đánh bại liễu viêm nhưng muốn nhúng tay vào thế rằng co của ba vị đại cường giả nhất định phải đối mặt với kẻ còn mạnh hơn liễu viêm chính là u minh hoàng tử đó là đương kim đệ nhị long phượng lục liễu viêm ngạo khí ngút trời nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng u minh hoàng tử do đó chưa hẳn mục trần đủ tư cách đối nghịch với nhân vật hung ác này phương nghị và u minh hoàng tử đều nhíu mày cục diện trở thành như vậy quả là ngoài dự đoán xem ra khiến các ngươi thất vọng nhiều rồi nhì thải tiêu thản nhiên cười nói ánh mắt yêu mị đột nhiên trở nên nguy hiểm Phương Nghị mỉm cười, nhưng cả người căng thẳng, hắn cảm nhận rõ sát khí lạnh lẽo của Thải Tiêu, hẳn nhiên nàng ta đã chuẩn bị hành động. Nếu ngươi định để hắn cản đường U Minh hoàng tử, e rằng hắn sẽ chết sớm đấy. Phương Nghị vẫn dùng giọng điệu hòa nhã không vội vàng. Thải Tiêu nhếch mép cười mỉa, "Đừng lo, trước đó ta sẽ cho ngươi đi chết." Phương Nghị nhắm mắt thở dài, nội tâm hẳn lên một vẻ lạnh lẽo, nghiêng nhìn qua nháy mắt ra hiệu với U Minh hoàng tử. Tên kia hơi trầm ngâm, nói gọn lỏn, "Phân nửa truyền thừa, dù nói ngắn nhưng ai cũng hiểu đó chính là phân nửa long phượng truyền thừa được phương nghị cũng nhanh chóng đáp ứng điều kiện vì hắn cần có u minh hoàng tử để đối phó cô nàng khó chơi thải tiêu này đừng nương tay mau giết hắn nàng ta rất khó chịu phương nghị tập trung ánh mắt vào thải tiêu chậm rãi nói u minh hoàng tử gật đầu hắn cũng từng giao đấu với thải tiêu sơ sơ dĩ nhiên là biết cô nàng thần bí kia rất đáng sợ không chắc được bao nhiêu phần thắng nên phải nhanh chóng giải quyết mục trần rồi lại hợp tác với phương nghị đánh chết thải tiêu u minh hoàng tử dương đôi mắt tịch mịch sang mục trần đầy hờ hững ha ha cũng lớn lối đấy nhỉ thải tiêu đột nhiên mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt sắc lạnh không hề giảm nàng nhìn thẳng phương nghị rồi bâng quơ nhìn sang mục trần hỏi to cản hắn một hồi được chứ mục trần cũng đang căng thẳng đối diện u minh hoàng tử từ người hắn ta toát ra vẻ nguy hiểm vô song nhưng vẫn gật đầu nhẹ nhàng ta sẽ khiến hắn không thể quấy dày vòng chiến của ngươi mục trần nói khẽ Thải Tiêu nhìn hắn, khẽ gật đầu. Nàng biết rõ một thực lực Mục Trần, cho nên cũng không rõ hai Mục Trần có khả năng ngăn cản U Minh Hoàng Tử hay không. Nhưng cục diện thế này không làm như vậy cả hai người không thể phá cục thoát ra. Do vậy nàng chỉ còn cách tin cây Mục Trần. Cản ta sao? U Minh Hoàng Tử lơ lửng giữa trời, đôi mắt hờ hững chẳng chút cảm tình nhìn thẳng Mục Trần, gương mặt tái xám dường như hơi mỉm cười, có vẻ như đang giễu cợt sự tự tin của Mục Trần. Kết cục của Liễu Viêm, ngươi sẽ đi theo vết xe đổ đó. Hắn cười gằn, hai tay xoay tròn, linh lực hắc ám ngưng tụ lại, hình thành hố đen không gian, lập tức quanh người hắn nổi gió dữ dội, uy áp linh lực như bài sơn đảo hải, rồi bất thình lình bộc phát. Uy áp linh lực mà người ta cảm nhận được từ U Minh hoàng tử, nhất thời kể cả Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng biến sắc thất thanh, trí tôn ngũ phẩm. Mục Trần giật mình chấn kinh, U Minh hoàng tử không ngờ đã đột phá cấp độ trí tôn ngũ phẩm, mà như vậy, xem ra thắng bại khó tính rồi. Chương 802 U Minh hoàng tử U Minh Hoàng tử hiên ngang giữa trời, uy áp kinh khủng như hồng thủy từ cơ thể gào thét ảo ra, khiến không gian rung chuyển. Tất cả mọi người đều biến sắc vì uy áp linh lực kia, kể cả Mục Trần. Uy áp hoàn toàn vượt qua trí tôn tứ phẩm bình thường, mơ hồ đúng là đạt đến trí tôn ngũ phẩm. U Minh Hoàng tử chẳng lẽ đột phá trí tôn ngũ phẩm rồi sao? Khán giả rung rinh. Trí tôn ngũ phẩm a, à, trong bất kỳ thế lực siêu cấp này ở lục địa này, cũng tuyệt đối là cán bộ tinh nhuệ cao cấp huống gì trong giới trẻ càng làm cho người ta thấy cao không chạm tới được. Nhiều ánh mắt tỏ vẻ thương hại mục trần, chiến với liễu viêm thì còn có cơ hội, chờ U Minh Hoàng tử đã lên đến ngũ phẩm, thì phần thắng của hắn gần như đã về không. Mục trần sắc mặt khó khăn nhìn U Minh Hoàng tử, thần tình chấn động. Chí tôn ngũ phẩm, đối với đại la thiên vực của hắn thì đã là cường giả cấp vương. Liễu viêm có lẽ là cường giả nổi bật trong giới trí tôn tứ phẩm, nhưng so với U Minh Hoàng tử đúng là kém không chỉ vài bậc đệ nhị long phượng lục lại vượt trội đệ tam như vậy sao mục trần bất giác nắm chặt bàn tay ánh mắt nao nao cảm giác như cơ thể hơi đau đớn vì uy hiếp cường đại trí tôn ngũ phẩm chỉ cao hơn tứ phẩm một phẩm giai, nhưng cách biệt không chỉ là thực lực một phẩm cấp trong trí tôn tứ phẩm trở xuống chỉ hơn thua nhau về độ hùng hậu của linh lực nhưng khi đã tấn thăng lên ngũ phẩm phẩm chất sẽ hoàn toàn khác vì trí tôn ngũ phẩm có năng lực xuyên qua không gian năng lực cường đại này là chiếc bùa bảo mệnh cực tốt cũng là một công cụ siêu cấp để mai phục đánh úp kẻ thù. Chí tôn tứ phẩm versus chí tôn ngũ phẩm, cơ bản chỉ có cục diện dơ mặt chịu táng. Do vậy đó chính là lý do, vì sao khi biết U Minh Hoàng tử có thực lực chí tôn ngũ phẩm, đám khán giả lại tỏ ra thương hại Mục Trần đến vậy. Dù Mục Trần có nhiều bản lĩnh cũng tuyệt đối không thắng được U Minh Hoàng tử. Ngươi còn muốn đánh nữa không? U Minh Hoàng tử cười nhạt khinh thị. Mục Trần chỉ cười khẽ, tuy không trả lời nhưng đôi mắt đen không có mảy may sợ hãi, u minh hoàng tử đúng là có thực lực cường hoành áp đảo nhưng muốn hắn không chiến phải lui không phải nói chứ u minh hoàng tử còn xa chưa đủ tư cách u minh hoàng tử nhìn thấy ánh mắt mục trần đã biết hắn không chấn động không từ bỏ bèn cười nhạt xem ra lại một lần nữa thiên tài của đại la thiên vực các ngươi phải vẫn lạc ở long phượng thiên rồi mục trần nheo mắt định đáp lời nhưng chợt chừng mắt vì hắn thấy không gian quanh u minh hoàng tử đột ngột uốn éo rồi không thấy đâu nữa ầm uhm, không gian sau lưng mục trần biến dạng quái lạ rồi trưởng ấn mang theo linh lực cường hãn quỷ dị vỗ tới tập kích công kích bất ngờ khiến mục trần biến sắc nhưng vì đã đề cao cảnh giác sẵn sàng bất cứ lúc nào nên hắn nhanh chóng kết ấn thân hình hóa thành một long ảnh mơ hồ không gian cũng vặn vẹo rồi hắn biến mất trưởng ấn đánh tới nhưng lại trúng vào hư không u minh hoàng tử hiện ra nhìn thấy trưởng ấn thất bại sắc mặt hắn cũng kinh ngạc khẽ nói không ngờ chỉ là trí tôn tam phẩm cũng có khả năng du hành không gian chỉ đáng tiếc trò vặt vãnh dựa vào thân pháp của ngươi còn quá kém cỏi Dứt lời, hắn lại biến mất, chỉ còn lại không gian rung động. Cách đó ngàn trượng, không gian phập phồng, long ảnh hiện ra. Nhưng Mục Trần vừa hiện thân, sắc mặt lại đại biến. Không gian trước mặt lại dao động, trưởng ấn như giòi trong xương bám giết. Không rời, sức mạnh mãnh liệt ập tới lần này Mục Trần rốt cuộc không tránh né kịp. Trưởng kinh hùng hậu khiến người ta hít thở khó khăn, kim quang sáng lên trên cơ thể Mục Trần. Bộ long phượng kim giáp trồi lên khỏi da, vảy rồng kết lại thành lớp giáp chắc chắn hắn cấp tốc để thăng sức mạnh lên cực hạn, hai trường hợp lại tung ra, ngạnh đấu đón đỡ trường ấn của U Minh Hoàng tử. Đùng! Hai bên đấu nhau, một tiếng nổ như kình lôi vang rền, làn sóng chấn động làm không gian vạn trượng xung quanh nổi lên như sóng lớn. Kình lực lan đi, mục trần run lên, bị đánh bật văng đi cả ngàn trượng, phun máu. Đôi cánh tay cực kỳ đau đớn, gần như xương cốt bị chấn gãy nát hết cả. Mục trần sắc mặt nghiêm trọng, u minh hoàng tử quá ư cường hãn, lúc nãy ngạnh đấu nếu không có phòng ngự của long phượng kim giáp cùng với sức mạnh dữ dội của long phượng thể e rằng lúc này cả hai tay đã đứt liền nát như tương phía bên kia u minh hoàng tử cũng hơi chấn động lui đi một đoạn ánh mắt hờ hững bỗng nhiên nao nao hắn không ngờ một đòn chính diện lại không thể phế luôn mục trần khó trách liễu viêm lại bại bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ u minh hoàng tử chậm rãi nói đòn lúc nãy nếu là một gã trí tôn tứ phẩm bất kỳ nào đó chắc chắn sẽ trọng thương Vậy mà Mục Trần chỉ bị lấy đi tí máu mà thôi. Mục Trần lạnh lùng nhìn U Minh Hoàng tử, chùi máu mỏ, không vì đối thủ áp đảo toàn diện mà sợ hãi, ngược lại chiến ý càng tăng. Tay kết ấn, kim quang sáng lên, cự ảnh kim sắc xuất hiện giữa trời, linh lực cuồn cuộn. Mục Trần đứng trên đầu đại nhật bất diệt thân, đại tu di ma trụ cũng xuất hiện nằm trong tay pháp thân. U Minh Hoàng tử nhíu mày nhìn pháp thân quái lạ vừa xuất hiện, hắn không cách nào nhận biết được trí tôn pháp thân này là cái gì, nhưng rõ ràng cảm nhận được nó là một pháp thân bất phàm dù ngươi có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi kết cục được. U Minh Hoàng tử cũng không vì pháp thân đặc biệt kia mà tỏ ra coi trọng Mục Trần, hắc ám ngưng tụ trong tay, một thanh trường kích tối đen từ trong hắc ám kéo dài ra rồi thành hình. Trường kích thoát ra dao động linh lực lạnh lẽo và u ám, khiến cho linh khí thiên địa dường như bị đông cứng lại. Đó là thần khí thượng phẩm của U Minh Cung, Minh Thần Kích, khán giả được một phen chứng tỏ hiểu biết sâu rộng của mình. U Minh Hoàng tử xem ra không cho Mục Trần một cơ hội sống sót, minh thần kích mà hắn cũng lấy ra có người than thở u minh hoàng tử nếu như khinh thường miệt thị thì có lẽ mục trần còn có cơ may sống sót nhưng có lẽ kẻ tàn ác kinh qua bao trận thảm sát kia sẽ không làm chuyện ngu xuẩn thả hổ về rừng sư tử bắt thỏ cũng dùng hết sức u minh hoàng tử là nhân tài xuất sắc nhất u minh cung đương nhiên có khinh thị cũng không thể nào ngu xuẩn như vậy ngươi còn chưa chính thức đột phá trí tôn ngũ phẩm mục trần trượt chậm rãi lên tiếng một đòn chính diện đã giúp mục trần cảm ứng được rõ ràng sức mạnh của U Minh Hoàng Tử, có lẽ chỉ mới tới bình cảnh. Nhưng dù vậy thực lực U Minh Hoàng Tử vẫn vượt xa Liễu Viêm. U Minh Hoàng Tử thấy Mục Trần phát hiện thực lực của mình, cũng khá kinh ngạc, nhưng chỉ cười nhạt, con kiến sẽ quan tâm kẻ nghiền chết nó là sói hay là hổ sao. Mục Trần cười nhạt đáp lời, chân rậm mạnh, giữa chán và lồng ngực đại nhật bất diệt thân, hai vầng liệt nhật từ từ bay lên. Chí tôn thần thông, song dương lực, Mục Trần hét to, hai khỏa mặt trời rực cháy phát ra năng lượng cường đại đủ để nghiền nát cả sơn. Mạch, ha ha, khá là thú vị. U Minh Hoàng tử thấy khí thế mục trần tăng lên, thần sắc càng khoái trá, cười nói, định liều mạng sao. Phí công vô ích. Phí hay không phí, bây giờ ngươi nói đã quá muộn rồi. Mục trần quát lên, kim quang bùng phát, đại nhật bất diệt thân cầm lấy đại tu di ma trụ, được phủ một lớp hoàng kim trói lóa, vung lên hủy phá thiên không, uy vũ nện xuống cùng với sức mạnh hủy thiên diệt địa tấn công U Minh Hoàng tử cường địch cấp độ này, Mục Trần đương nhiên phải dốc tận lực. Khán giả nhìn thấy thế công uy mãnh của Mục Trần, nhất thời trừng mắt. Dũng khí hiên ngang của hắn ta làm cho nhiều người phải kinh ngạc và thán phục. Có điều tranh lệch ở mức độ này, thì dũng khí sẽ có bao nhiêu tác dụng đây, tất cả vẫn là thực lực vi tôn. Trận đánh này so với trận trước, chắc chắn sẽ càng thêm thảm thiết. chương 803, hai chiến trường. Awesome. Đại tu di ma trụ phủ hoàng kim huy vũ giữa trời, hình thể khổng lồ mang theo sức mạnh to lớn nhanh như, xét đánh tấn công U Minh Hoàng Tử. Không gian dưới đòn công của ma trụ như vỡ ra, cho thấy sức mạnh song dương lực hung hãn đến cỡ nào. Công kích toàn lực của Mục Trần, vẫn không làm cho gương mặt tái xám của U Minh Hoàng Tử có chút biến hóa nào, hắn chỉ khẽ giơ cao minh thần kích, vẻ âm lãnh hiện lên trong mắt. Hắn rốt cuộc đã ra tay. Vù! Mọi người có thể nhìn thấy một tia hắc ám không mấy nổi bật xuyên qua không trung, sau đó vang lên một tiếng kim loại va chạm chói tai, đại tu di ma trụ hiên ngang quật xuống đã khựng lại, sức mạnh khổng lồ dường như không hề có tác dụng một thanh hắc kích vững vàng chế ngự đại tu di ma trụ so sánh thể tích dễ lắm người ta sẽ nghĩ một khi ma trụ đánh xuống hắc kích sẽ gãy nát làm nhiều khúc thế nhưng thực tế ma trụ khổng lồ hoàn toàn không làm gì được thanh kích nhỏ nhắn kia khán giả tặc lưỡi thực lực đệ nhị long phượng lục đây sao quả là khủng bố chỉ thế này thôi đã vượt xa liễu viêm không biết mấy cấp bậc mục trần trong long phượng thiên lần này có thể xem là một con ngựa ô bất ngờ xông lên đến lúc này gặp chướng ngại kinh khủng rồi, không biết hắn có thể tiếp tục đi tới nữa hay không. Mục Trần đứng trên đầu pháp thân, nghiêm trọng nhìn U Minh Hoàng tử vừa dùng hắc kích chặn đứng ma trụ, hít sâu một hơi, ánh mắt thêm cuồng bạo. Hắn biết trận chiến này e rằng không nhẹ nhàng. Cùng lúc Mục Trần khai chiến với U Minh Hoàng tử, không chung phía xa xa kia, không khí ngưng đọng, không có linh lực cuồng bạo, nhưng vẫn cực kỳ thu hút sự chú ý. Dù Mục Trần vs U Minh Hoàng tử rất kịch liệt, nhưng trận chiến quyết định sẽ là phía bên này cũng là hai nhân vật lợi hại nhất Long Phượng Thiên Phương Nghị, đệ nhất Long Phượng Lục, trong giới trẻ Bắc giới chính là đỉnh cấp tiếng tăm, đến nỗi khi so với ai thì hào quang của người kia cũng sẽ vụt tắt. Ai cũng rõ ràng, về sau này hắn là các chủ kế nhiệm của thần các, là đại nhân vật của một thế lực cực hạn của Bắc giới. Thải Tiêu, cô nương thần bí khó lường, con đường đến đây có thể nói là càn quét đi thẳng. U Minh hoàng tử và Phương Nghị, tài cao gan lớn tới đâu cũng không thể chiếm thượng phong khi đấu với nàng trận đấu của hai người sẽ quyết định chủ sở hữu chân chính của long phượng truyền thừa thải tiêu bước đi trên không đôi mắt xinh đẹp yêu mị không rời khỏi phương nghị đầu ngón tay ngọc ngà trắng nõn lóe lên những ánh sáng bảy màu phương nghị mặc dù thần sắc thong dong nhưng rõ ràng sâu trong ánh mắt vẫn cực kỳ nghiêm túc đối chiến với cô nàng thần bí thải tiêu hắn không có mấy phần chắc thắng nhưng nói gì thì lúc này cũng không còn đường lùi hai tay phương nghị nắm lại linh lực mãnh liệt tuôn ra không gian sau lưng uôn eo biến dạng để tại hạ lĩnh giáo tài năng cô nương vậy. Phương Nghị mỉm cười, ngón tay chỉ ra, linh lực gào thét bạo động, hóa thành những thanh cự kiếm ánh tím, kiếm khí sắc bén cắt phá không gian. Số lượng kiếm khí dữ dội này khiến cường giả nhìn thấy mà run rẩy, chỉ một thanh kiếm khí cũng đủ làm trí tôn tứ phẩm phải khốn đốn đối phó, huống gì rất nhiều như thế này. Phương Nghị đối mặt với cường địch như thải tiêu, nếu còn giữ sức đương nhiên chỉ rước lấy nhục mà thôi. Véo 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 Phương Nghị chỉ tay tới trước, kiếm ảnh đầy trời ngân lên cộng hưởng, sóng âm vang ra cả ngàn dặm, mọi người nhìn thấy những luồng. Kiếm quang sắc tím lao đi trên bầu trời, như một cơn mưa tím đầy lãnh mạn phủ kín thải tiêu. Kiếm trận như vậy khiến cho người ta thật kinh hãi. Nhưng thế công vạn kiếm tề phát ập đến, thải tiêu chỉ khẽ đưa ngón tay rạch ngang một đường trước mặt, không gian phía trước lập tức bị xé toạc thành một vệt nứt không gian. Ảnh tử kiếm ào ào kéo đến, hoàn toàn chui tọt vào khe nứt không gian kia mà không hề thấy trở ra, hoàn toàn chẳng thương hại gì được thải tiêu khán giả thấy công kích của Phương Nghị hoàn toàn bị thải tiêu hóa giải dễ dàng, nhất thời trừng mắt. Cô nàng kia quá lợi hại, khó trách Phương Nghị lại kiêng rẻ như thế. Bản lĩnh nhỏ mọn thế này đem ra chỉ xấu hổ. Thải tiêu cười khẽ, nhẹ nhàng cất bước, không gian lay động hoàn toàn biến mất. Nàng muốn ra tay. Thải tiêu biến mất, Phương Nghị cũng tập trung, không gian dao động rồi hắn cũng biến mất. Khán giả thấy hai đấu sĩ biến mất tâm, vô số con mắt chừng lớn lên tìm kiếm. Tốc độ ma quỷ thế này, thật sự khiến cho người ta khó lòng xem được chuyện gì đang xảy ra. Trí tôn ngũ phẩm đúng là mạnh hơn trí tôn tứ phẩm quá nhiều. Bùm! Không chung cách đó ngàn trượng đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, không gian biến dạng, hai người đột nhiên xuất hiện, quyền trưởng ngạnh chiến. Kinh lực bùng nổ, cả hai bật ra, Phương Nghị lùi xa hơn một tí. Cố gắng giữ thăng bằng, Phương Nghị nhíu mày, tay nắm chặt, thanh trưởng kiếm ánh tím xuất hiện, kiếm khí xé rách không gian, hẳn nhiên cũng là một thanh thần khí thượng đẳng chẳng hề trần trừ, Phương Nghị thôi động linh lực, lại tiếp tục biến mất, chỉ có kiếm khí ác liệt bắn phá tứ tung. Thải Tiêu versus Phương Nghị không quá ồn ào kinh khiếp, mà lại kỳ dị yên tĩnh, hai người như dùng thân pháp thuấn di giữa các không gian, tốc độ đến những con mắt cũng bó mắt chịu thua không cách nào xem được, chỉ biết há mồm rên rỉ thán phục. Trên bầu trời, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên giáo giác nhìn hai chiến trường đang diễn ra ác liệt, nhất thời lắc đầu than thầm. Long Phượng Thiên năm nay cơ bản là sân khấu của đám người kia, còn họ thật sự chỉ là đến vui cho đủ số mà thôi. Không biết ai trong số họ sẽ là người chiến thắng." Đinh Tuyên lẩm bẩm. Hắn vốn rất hiếu chiến, nhưng chiến đấu cấp độ này đương nhiên không dạy gì mà dính vào, chỉ có nước no đòn ôm đầu máu. Thải Tiêu versus Phương Nghị thật sự nhìn không thấy, chẳng biết được. Mục Trần versus U Minh hoàng tử thì rõ ràng U Minh hoàng tử hoàn toàn chiếm thượng phong, có điều mục tiêu chính của Mục Trần là kéo dài thời gian ngăn cản U Minh hoàng tử, mà như vậy thì hắn có thể làm được chỉ không biết U Minh Hoàng tử có cho hắn tọa nguyện hay không. Tô Bích Nguyệt phân tích, nàng cũng là thiên tài kiệt xuất của Bắc giới, dĩ nhiên dễ dàng nhìn ra cục diện. Một khi U Minh Hoàng tử đánh bại được Mục Trần, hắn sẽ quay sang liên thủ với Phương Nghị, thải tiêu kia có lẽ cũng thúc thủ vô sách thôi. Hồng Ngư nghe vậy, chỉ cười khúc khích, vậy ra Tô Tỷ Tỷ nói rằng phe U Minh Hoàng tử sẽ thắng à? Ta lại thấy Mục Trần không dễ giải quyết như vậy đâu. Mục Trần đương nhiên bất phàm, nhưng U Minh Hoàng tử là kẻ tầm thường hay sao? Tô Bích Nguyệt mỉm cười đáp trả, tự tin lời nói của mình không thiên vị ai, chỉ dựa vào hiểu biết mà luận bàn. Thế à? Vậy thì chúng ta cứ đứng đây căng mắt ra mà xem đi. Hồng Ngư mỉm cười không tiếp tục, thật ra chuyện này nàng cũng không rõ, nhưng thói quen đối chọi với Tô Bích Nguyệt làm nàng buột miệng phản bác mà thôi. Trong lúc đó, chiến trường hai nơi càng lúc càng nóng lên, linh lực trùng kích làm cho mây mù trong phạm vi vạn trượng đều bị chấn vỡ tan, hóa thành nhiều đám mây vỡ, bay lững lờ trên bầu trời. Ầm, um, đại tu di ma trụ vẫn hung mãnh không ngừng múa may nhưng cho dù dữ dội thế nào vẫn không thể lay chuyển trường kích trong tay u minh hoàng tử hai người giao tranh mục trần chủ động tấn công cùng mãnh nhưng mọi người có thể thấy rõ người yếu thế là hắn nhưng dù vậy mục trần vẫn không nao núng nếu không phải nhờ có đại nhật bất diệt thân và long phượng thể thì hắn căn bản không thể nào đối chiến chính diện như thế này được và lại tình huống này hắn đương nhiên muốn chủ động tấn công cam nguyện dốc sức dù không ích lợi gì vì nhiệm vụ của hắn không phải là đánh bại u minh hoàng tử hắn chỉ muốn kéo dài thời gian cho thải tiêu phương nghị hy vọng u minh hoàng tử nhanh chóng đánh bại mục trần rồi cả hai liên thủ chế ngự thải tiêu còn mục trần lại đang mong ngóng thải tiêu nhanh chóng đánh bại phương nghị chỉ cần một trận đấu kết thúc vậy thì thắng bại sẽ rõ ràng cho cả hai vòng chiến kịch chiến tiếp diễn ánh mắt các đấu sĩ trở nên hung mãnh vì họ biết đã đến lúc cần phải có kết quả thải tiêu và u minh hoàng tử gần như cùng lúc đẩy mạnh khí thế tăng cường sức mạnh nhận thấy đối thủ ra thêm kình, Mục Trần và Phương Nghị trở nên căng thẳng. Họ định kết thúc, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư biến sắc, cũng trở nên căng thẳng theo dõi. Hai vòng chiến đúng là cùng lúc phân định thắng bại. Chương 804, Đại tiệc thần thông. As Thải Tiêu và U Minh Hoàng tử cùng một lúc gia tăng công kích, nhất thời không khí như ngừng lại, gió ngừng thổi, thời gian ngừng trôi, mọi người ngừng thở vì run sợ sát khí kinh hoàng do hai người tạo ra. Khán giả tròn mắt chừng mắt nheo mắt đủ các kiểu, ngay cả đám Tô Bích Nguyệt, hồng ngư cũng mặt nghiêm mày trọng phát động linh lực phòng hộ tránh bị văng miệng thải tiêu đứng giữa trời mái tóc bay phất phới đôi mắt yêu mị lãnh khốc vô tình như có thể đóng băng trời đất khí tức nguy hiểm không tả xiết toát ra từ cơ thể nàng nàng cũng có cảm ứng tình hình chiến sự bên phía mục trần thay đổi chiến thuật của u minh hoàng tử cũng giống như suy nghĩ của nàng phải nhanh chóng đánh bại đối thủ của mình nhưng nàng cũng không vì chuyện đó mà phân tâm vì nàng biết rõ mình đang ở một canh bạc cũng như phương nghị đang đánh bạc vào cửa u minh hoàng tử sẽ giết được mục trần nhanh hơn rồi sau đó hai người liên thủ chế phục nàng còn chính nàng lại đánh bạc vào việc mục trần đủ sức ngăn cản u minh hoàng tử cho đến khi phương nghị ngã xuống việc này cần làm hiện tại chính là nhanh chóng giải quyết triệt để phương nghị đó mới là đối sách khôn ngoan để giúp mục trần xem ra chúng ta đều nghĩ đến cùng một việc phương nghị nhìn nhìn nàng cơ thể trở nên căng thẳng cảm giác nguy hiểm tột độ từ thải tiêu toát ra khiến cảm thấy khó chịu vô cùng sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng có điều kết quả của ta và ngươi sẽ khác nhau thải tiêu lạnh nhạt đáp lời những lời lẽ băng lãnh làm cho không khí cũng giảm nhiệt độ thế sao phương nghị chỉ cười hắn cũng là kẻ ngang tàng khí phách dù đối diện với thải tiêu trong trạng thái cực độ nguy hiểm hắn vẫn không tỏ ra nào núng tư thái ung dung không hổ là đệ nhất long phượng lục chỉ nhìn về khí khái đúng là hắn xứng đáng với địa vị cao nhất giới trẻ bắc giới chỉ sợ người sắp không chịu nổi lại là người khác vậy ư ừ, thải tiêu dùng lại điệu cười vừa nãy của hắn rồi bất ngờ tay kết ấn, ấn pháp liên miên đến hoa cả mắt. Không gian xung quanh cũng biến động dữ dội, nhìn như một cơn bão đang hình thành, một dòng ánh sáng bảy màu từ trong cơ thể thải Tiêu tuôn ra ngoài, nháy mắt phủ lấp lánh cả một vùng trời, nhưng nó mang theo sự nguy hiểm chí mạng trong vẻ đẹp long lanh kia. Hào quang bảy màu bất chợt hội tụ lại ở đầu ngón tay thải Tiêu, linh lực thiên địa cũng theo đó mà tập trung lại, một vùng xoáy nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Nó nhanh chóng lớn lên, nháy mắt đã to cả trăm trượng như một cái hố đen nhưng không phải màu đen mà lại có bảy sắc cầu vồng quỷ dị kỳ bí không gian xung quanh lốc xoáy đó gãy gập từng đoạn rồi thi nhau vỡ nát bị hút vào luồng xoáy lực phá hoại của tuyệt kỹ này làm khán giả run sợ bất giác lui về sau một chút bất kỳ ai cũng thấy sát chiêu này của nàng cực kỳ khủng bố đôi mắt thải tiêu cũng hóa thành bảy màu đẹp mê ly nhưng lúc này nó chỉ có sát khí đáng sợ thất thải thôn thiên thuật thôn diệt thương khung giọng nói lảnh lót bay bổng phát ra, Phương Nghị nhất thời căng thẳng tột độ, không gian quanh người phập phồng bồng bềnh, nhanh chóng biến mất, hoàn toàn mất dấu cả dao động linh lực, cứ như đã tan vào hư không. Thế nhưng Thải Tiêu chẳng hề mảy may biến sắc, đột ngột luồng xoáy của nàng cũng biến mất không thấy dấu vết. Ngay lúc đó cách vị trí cũ ngàn trượng, bầu trời đột nhiên vỡ nát, không gian tan dã chợt nhìn thấy một cái bóng mơ hồ lướt đi. Ngay sau đó không gian trên đầu hắn cũng vỡ vụn, lốc xoáy bảy màu phá không chui ra, một cột sáng bảy màu từ trong luồng xoáy bắn tới phủ lấy Phương Nghị. Bị luồng sáng quỷ dị đó chiếu lên người, Phương Nghị lập tức mất tốc độ, hắn phát hiện không gian quanh người đã bị kiềm hãi, ép chặt lại, khiến hắn không thể nào xé không gian trốn đi. Không những thế, luồng xoáy kia còn tỏa ra một lực hút kinh khủng, kéo hắn đến gần, thậm chí cả linh lực trong người cũng bị hút ra ngoài. Lực thôn vệ kinh khủng quá, Phương Nghị nhất thời biến sắc, lốc xoáy như giòi trong xương không cách nào chạy thoát được, khi bị nó phủ lấy, e rằng nếu không nuốt chừng mục tiêu nó sẽ không dừng lại. Phương Nghị ngẩng nhìn vòng xoáy, hắn cảm thấy cực kỳ uy hiếp đến tính mạng, nếu như bị hút vào trong đó, hắn cũng không tin mình còn cơ hội sống sót. Hoàn toàn không hề coi thường thải tiêu một chút nào, nhưng tuyệt kỹ của cô nàng vẫn luôn làm hắn hồi hộp lo sợ, cô gái thần bí kia lai lịch ra sao, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu hắn, lập tức tập trung lại, thời điểm này còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác được sao hắn phải chống cự được công kích này của nàng kém nhất cũng phải kéo dài thời gian đến khi u minh hoàng tử giết chết được mục trần ầm um. phương nghị mắt sáng rực hai tay của hắn cũng lập tức kết ấn ánh sáng lóe lên giao động huyền ảo tỏa ra thông thiên thần thuật thông thiên thần liên hắn khẽ gầm lên ánh sáng hội tụ dưới chân tạo thành một đài sen mười trượng đài sen màu xanh cánh sen ẩn chứa đầy những hoa văn cổ đại từ đó toát ra giao động huyền ảo bí ẩn và cực kỳ cường đại hiển nhiên phương nghị đã sử dụng đến tuyệt kỹ phòng ngự cao nhất của hắn đài sen xuất hiện cánh sen bay lên tạo thành một lớp hào quang phủ lấy phương nghị tầng phòng ngự này cứ như trời đất có sụp hoa sen cũng không suy xuyễn gì ngay lúc đó tốc độ thân thể phương nghị bị kéo về phía lốc xoáy cũng chậm lại rồi mất đi năng lượng thần dị từ hoa sen đã triệt tiêu lực thôn phệ của luồng xoáy bảy màu hai luồng năng lượng đối chọi lẫn nhau phá nát không gian thải tiêu hơi nhướng mày phương nghị kia cũng có mấy trò được ra mặt tên này cũng không phải thằng lông bông chỉ có tiếng mà không có miếng. Nhưng thế thì sao, cả nàng được ư, thải tiêu phất tay, tốc độ xoáy càng tăng lên, lực thôn phệ trở nên mãnh liệt, phương nghị dù được bảo hộ trong hào quang thanh liên, cũng không tránh khỏi bị hút đi từ từ. Tốc độ tuy chậm, nhưng lúc này phương nghị có dở hết cách ra cũng không thể thoát được, xem ra lần này hắn nhất định sẽ bị thất thải luồng xoáy kia bắt nhốt, mà đã vào trong đó, e rằng mạng sống khó giữ. Khán giả thấy cảnh này cũng bất ngờ, mạnh như phương nghị vẫn không phải là đối thủ của cô gái thần bí cứ như vậy thì phương nghị sẽ thua rồi đinh tuyên hoảng sợ nhận xét vòng chiến đáng kinh hãi tô bích nguyệt và hồng ngư đều gật đầu trong vô thức hai người sực nhớ nhìn qua vòng chiến bên này nhưng phương nghị vẫn còn cầm cự được một lát nếu u minh hoàng tử trong lúc đó có thể nhanh chóng đánh bại mục trần thế thì ván cờ lật ngược rồi suy nghĩ này cũng giống nhiều khán giả do đó rất nhiều người cũng quay sang theo dõi chiến đấu điên cuồng bên này Thải Tiêu và Phương Nghị một kéo một rằng có trốn thoát, hai người đều biết, thời khắc kết thúc của trận giao đấu còn lại sẽ quyết định thành bại toàn cục. Mục Trần và U Minh Hoàng Tử đang đối diện nhau xa xa, hai tia nhìn hờ hững trọi. Vào nhau, dao động linh lực quanh thân U Minh Hoàng Tử tăng lên, cũng đến lúc kết thúc rồi. Hắn nhận ra tình hình bất ổn của Phương Nghị, nhận thấy nên giải quyết triệt để Mục Trần. Hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm lại, U Minh Hoàng Tử khẽ mấp máy môi, dường như có những âm thanh cổ vọng lại to giờ NG thiên địa. Những âm thanh này như đến từ lòng đất âm u, mang theo cái lạnh vô tận, khiến cho nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống, thậm chí còn xuất hiện tuyết rơi là tả. Chỉ có điều tuyết này màu đen và lạnh đến mức đông cứng cả không khí. Hắc tuyết vô tận nổi lên, hội tụ phía sau U Minh Hoàng tử, rồi nó bỗng dưng bốc cháy, trở thành những ngọn lửa đen, giống như chất lỏng chảy quanh người hắn. Cảnh tượng quỷ dị làm khán giả hít hà run sợ, họ phát giác ra những chỗ mà hắc hỏa kia lướt qua, linh khí thiên địa đông cứng lại. U Minh Hoàng tử ngẩng lên, đôi mắt u ám hờ hững nhìn Mục Trần, rồi sau đó hắn chỉ tay tới, những luồng hỏa diễm đen đúa như lâu la vâng lên hắn xông lên, cuồng bạo như con hắc hỏa long chờ mình dậy đi săn mồi. U Minh Hoàng tử cất giọng khàn đặc hờ hững, vô tình âm tàn. Minh thần quyết, minh thần diệt thế diễm. Chương 805, quyết đấu cuối cùng. Ác tiếng quát dữ tận cùng với sát khí lạnh lẽo thoát ra, hắc hỏa diễm trên không trung ào ào bay tới, nơi nơi chúng nó lướt qua, không khí, Linh lực đều bị đóng băng thành những khối tinh thạch li ti, hòa vào dòng hỏa diễm, làm nó càng cháy bùng lên dữ dội. Khán giả tê tái nhìn khung cảnh hắc hỏa càn quét bầu trời, dường như mọi thứ ngăn trở dòng hỏa diễm kia đều bị nó thiêu cháy, cắn nuốt rồi trở thành một phần của nó. Đó chính là thần thuật cực hạn của U Minh Cung, cấp bậc đại viên mãn. Nghe nói thần thuật này một khi tu luyện đại thành, bất kỳ thứ gì trong phạm vi ngàn dặm đều sẽ bị hắc diễm hòa tan thành nguyên lực cho chính nó. Nghe nói năm xưa U Minh Cung chủ từng một lần thi triển hắc diễm lướt qua đã trực tiếp phế bỏ một tông môn hòa tan sạch sẽ mọi thứ u minh hoàng tử mặc dù khả năng thi triển chiêu này còn kém hỏa hầu nhưng sức mạnh này tuyệt đối người cùng cấp độ không thể ngăn cản không ít khán giả nhãn lực cao minh lập tức súng lại bàn tán xôn xao u minh hoàng tử lại thi triển đòn sát thủ này thật sự rất bất ngờ sau khi kinh ngạc họ lại nhìn sang mục trần với vẻ tội nghiệp thương hại công kích cỡ này thì cường giả như liễu viêm tô bích nguyệt hồng ngư này nọ cũng tất tử vô nghi mục trần xem ra sắp thua rồi kẻ nào đó lắc đầu ngao ngán tình hình này hắc diễm mà lướt tới e rằng mục trần cả cho cũng không còn phương nghị phía bên kia còn dãy dụa được một hồi chứ còn bên này thì một phát là xong đời mà u minh hoàng tử sau khi giết mục trần sẽ hướng sang hỗ trợ phương nghị vậy thì hai trận quyết đấu sẽ nhanh chóng có kết quả chiến trường rằng có hung hiểm bên kia thải tiêu và phương nghị cũng nhận thấy diễn biến phía bên này nhất thời cả hai đều thay đổi sắc mặt chỉ có khác phương nghị mặt hớn mày hở, còn thải tiêu mặt sầu u ám, rõ ràng nhận thấy sát chiêu của U Minh Hoàng tử hung mãnh bá đạo ra sao. Công kích cấp độ đó dù là chính hai người họ cũng phiền phức chống cự, huống chi mục trần với thực lực trí tôn tam phẩm. Dù khi nãy có đánh liễu viêm sống dở chết dở khiến người ta không dám coi thường, nhưng U Minh Hoàng tử lại còn cường hãn siêu cấp nhiều lần hơn liễu viêm A. Phương Nghị đứng trên thanh liên, nhìn sang thải tiêu cười nhạt, coi bộ kết quả không như người nghĩ rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn vẫn thôi động năng lực liên hoa kháng cự lực hút của vòng xoáy định dùng miệng lưỡi làm thải tiêu phân tâm tranh thủ thêm chút thời gian chỉ không may là tính toán đó hoàn toàn vô dụng thải tiêu vẫn lạnh lùng tập trung vào hắn luồng xoáy bảy màu càng phát ra lực hút khủng khiếp hơn làm cho phương nghị căng mình lên tiêu hao linh lực thôi động kháng cự ép được phương nghị ngậm miệng thải tiêu hướng mắt nhìn tới chỗ mục trần khẽ mím môi lúc này bản thân nàng cũng không thể nào giúp đỡ gì cho hắn được mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh mục trần nhất định phải cố gắng thải tiêu nhủ thầm trong lòng mục trần nếu chiến bại thì ưu thế của nàng cũng mất đi do đó nàng chỉ có thể tin cậy vào hắn mà thôi và nàng cũng mong rằng khi hắn đối mặt với đối thủ cường đại như u minh hoàng tử khó khăn uy hiếp sẽ có thể tạo ra kỳ tích mục trần vững vàng đứng trên đại nhật bất diệt thân hắn lúc này lại không hề tỏ ra bi quan hay tuyệt vọng mà ánh mắt ngược lại càng sáng lên hắc diễm như hồng thủy đen ngòm lao tới hoàn toàn không có thứ gì trong không gian này ngăn cản nó được mục trần cũng cảm ứng được sự đáng sợ trong đó u minh hoàng tử quả nhiên khó giải quyết thực lực vượt xa liễu viêm nhưng muốn nghiền nát mục trần thì cũng không dễ dàng như hắn tưởng mục trần nhếch môi sắc mặt nghiêm túc tay khép lại biến ảo ra vô số những ấn pháp cổ kỳ dị mơ hồ có phản âm vàng trong không trung dũng khí phản kích trong tuyệt cảnh của hắn làm người ta kinh nghi rung động thật sự đáng khen nhưng kết quả thì e rằng dũng khí chẳng đủ đổi thay nếu hắn không có cách nào tạo ra kỳ tích kinh người thì kết quả tuyệt vọng kia sẽ không thể thay đổi. Phạn âm vọng khắp trời, Mục Trần nhắm chặt hai mắt, hào quang ám tử sắc bắt đầu tỏa ra, hình thành một đóa hoa thần bí màu tím. Những cánh hoa dần dần theo thời gian tụ lại dưới chân hắn, trở thành một đài hoa lạ lẫm bí ẩn. Đóa hoa to chừng trăm trượng, mang một màu ám tử, cánh hoa xinh đẹp và thần bí có vô số hoa văn ẩn hiện, phạn âm tường hòa cùng khung cảnh lạ lẫm. Mục Trần sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hắn có thể cảm giác được trong trí tôn hải nhanh chóng bị rút linh lực ngay cả máu trong người cũng rung động, linh lực toàn cơ thể như đang ào ào đổ vào đóa hoa thần bí kia. Mục Trần Vương hai ngón tay kết thành ấn, đóa hoa dưới chân nở rộ, tâm hoa nhắm về hắc diễm ngập trời đang càn quét sông tới. Mục Trần lúc này mặt xám quét vì linh lực bị hút đi quá nhanh, nhưng rõ ràng hắn không có ý ngưng lại, chỉ có ánh mắt vẫn sáng quắc. Muốn nghiền nát ta cũng không dễ đến thế. Tuyệt kỹ này chính là thứ mà hắn đã lấy được từ kho tàng mà Mạn Đà La cho, chính là quyển thần thuật viễn cổ, từ ngày có được nó hắn chưa bao giờ ngừng tu luyện, mặc dù chưa thành công, nhưng cũng đã có lĩnh ngộ. Thời khắc mấu chốt này chính là lúc hắn cần phải thi triển. Hoa văn trên cánh hoa thượng cổ càng lúc càng sáng, rồi như phục sinh sống dậy, ngọ ngọt bò tới tâm hoa. Ngay tâm hoa, hào quang màu tím càng ngày càng thâm thúy và nồng đậm. Trời đất chẳng biết từ khi nào trở nên mờ ảo, nhìn kỹ lại thì do chính độ sáng quá mức. Của đóa thần hoa làm cho ánh sáng ban ngày trở nên kém hơn, cứ như thể mọi ánh sáng đã bị đóa hoa kia hút hết. Khán giả chấn kinh quan sát cảnh này, họ cũng nhận ra dao động bất bình thường, tuyệt kỹ Mục Trần vừa thi triển chẳng hiểu sao lại khiến họ hơi run rẩy. Trời đất u ám, không gian cũng bị rung chuyển, sắc mặt Mục Trần càng lúc càng xám quét nhưng ánh mắt lại càng thêm ác liệt, chớp mắt hắn chỉ tay ra. Đi nào, mạn đà la diệt thiên quang. Khi Mục Trần cất tiếng, trời đất u ám trở nên hoàn toàn tối thui, chỉ còn có đóa hoa thượng cổ kia là nguồn sáng duy nhất, mọi người nhìn thấy nó rung động mạnh, luồng sáng như núi lửa nhẹ nhàng phun ra luồng sáng tím không mang theo thanh thế hủy thiên diệt địa, nhưng khi nó xuyên qua không trung, mọi người như nghe thấy tiếng không gian vỡ ra. Chỗ nào trùm sáng lướt qua, cứ như thể bất cứ sức sống nào cũng bị tiêu diệt, sự bá đạo làm người ta thấy lạnh cả mình. U Minh hoàng tử đã không còn giữ được gương mặt hờ hững kia nữa, lúc này kinh nghi, nhưng rồi hóa thành tàn nhẫn, hắn không cho phép bất kỳ biến cố nào xảy ra. Hắn nhất định giải quyết triệt để Mục Trần. U Minh hoàng tử hai tay kết ấn, tốc độ hắc diễm càng thêm hung mãnh nghiền nát không gian, lao tới như con hắc long dữ tợn, từ vùng đất hắc ám sông lên ngạnh đấu cùng thiên quang tím dịp. Ẩm! Ngay lúc va chạm, hào quang trói sáng bắn lên trời, bầu trời u ám lập tức trở nè 6 NC hói loá, làm cho khán giả bất thần nhát tịt mắt lại. Rồi kinh lực cuồng bạo như, núi lửa bắn ra, phạm vi vài vạn trượng không gian dung chuyển dữ dội. Những tòa long phượng đài hoàng kim lơ lửng trên trời hầu như bị chấn vỡ toàn bộ. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên cũng bị dư chấn bắn văng đi, Linh lực tuôn ra phòng ngự, chống cự dư kình, kinh lực đáng sợ tung hoành, rồi hào quang dần dần yếu đi, mọi ánh mắt lập tức hướng lên bầu trời. Ai cũng muốn biết sau cú va chạm kinh khủng đó, kẻ nào sẽ còn đứng được trên trời? Là U Minh hoàng tử bá đạo tuyệt luân nghiền nát hết thảy, hay là mục Trần phản kích từ tuyệt cảnh có thể trở mình sống dậy? Hào quang trên trời tan đi hoàn toàn, cảnh tượng không trung trở nên rõ ràng, khi đó nhất thời mọi người dưới đất hít hà la hét than thở liên hồi. Trên bầu trời, đóa thần hoa chẳng biết từ lúc nào đã khép lại, rồi dần tan biến thành những đốm sáng li ti, bóng người cao gầy lại xuất hiện trước mắt tất cả. Sắc mặt xám ngoét nhưng hắn không hề tỏ ra uể oải. Đó là mục trần, những tiếng xôn xao khó tin vang khắp trời, như núi lửa bùng phát, vô số người há mồm trợn mắt. Mục trần thật sự chống đỡ được nhất kích tất sát của U Minh Hoàng tử. Hắn thật sự làm được. Chương 806, Thắng. Bầu trời lấp lánh với những đốm sáng li ti rơi rụng, toàn bộ mọi người đều yên tĩnh ngơ ngác nhìn lên trời. Ánh mắt của họ cực kỳ rung động khó tin, kết quả trận đấu thế này đương nhiên không ai nghĩ tới. U Minh Hoàng tử đó nha, cuồng nhân siêu cấp đệ nhị Long Phượng Lục, trong giới trẻ bắc giới ngoài phương nghị, ra căn bản bất kỳ thiên tài tuyệt đỉnh nào cũng phải ngẩng lên mà nhìn. Mạnh như Liễu Viêm, Tô Bích Nguyệt cũng phải kiêng rẻ ra mặt khi đối diện U Minh Hoàng tử. Giao đấu khi nãy, đừng nói là mục trần chỉ mới trí tôn tam phẩm, có lẽ Liễu Viêm, Tô Bích Nguyệt cũng không thể tiếp nổi sát chiêu đó nhưng mà hiện thực thật kích thích đúng là kỳ tích sự yên tĩnh trong chốc lát nhanh chóng bị thay thế bởi những tiếng ồn ào xôn xao trên bầu trời tô bích nguyệt hồng ngư nhìn nhau thở dài cười trừ mục trần thật sự là lợi hại đinh tuyên bất thần lên tiếng hiếu chiến như hắn cũng không thể không công nhân mục trần trình diễn thứ bản lĩnh cực kỳ kinh diễm đối diện với sát chiêu hung mãnh của u minh hoàng tử cho dù bản thân hắn có giữ được mạng cũng phải trọng thương cực nặng liễu viêm bị hắn đánh bại cũng không oan Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư gật gù tán thành. Trước đó hai người còn một chút nghĩ rằng Liễu Viêm thua vì có một nguyên nhân khinh địch nào đó, nhưng lúc này đã rõ ràng, Mục Trần có chiến lực rất đáng sợ, đủ để đánh bại Liễu Viêm. Xem ra sau lần Long Phượng Thiên này, tiếng tăm Mục Trần sẽ vang khắp toàn bộ Bắc giới rồi. Mục Trần trên bầu trời chẳng hề nhúc nhích, sắc mặt tím tái, hẳn nhiên vì tuyệt kỹ Mạn Đà La Diệt Thiên Quang cực kỳ hao tổn sức lực. Nhưng dù cho Mạn Đà La Diệt Thiên Quang đã thành công chặn đứng sát chiêu của U Minh Hoàng tử, hắn vẫn không hề thả lỏng ánh mắt nhìn vào thiên không xa xa nơi u minh hoàng tử đang lơ lửng giữa trời sắc mặt hờ hững của hắn lúc này đặc biệt u ám gia đòn thất thủ kẻ tâm cơ như hắn đang nổi giận cực kỳ hắn không cách nào tin được tuyệt kỹ tất sát tuyệt đối của mình lại bị một tên trí tôn tam phẩm chính diện cản được cho dù là liễu viêm tô bích nguyệt cũng không thể làm được ha ha coi bộ ta thật sự nhìn lầm ngươi đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn như muốn xuyên thủng thân thể mục trần giọng điệu đầy tức giận có điều phản kích vừa nãy chắc cũng đã tiêu hao sạch linh lực trong cơ thể ngươi rồi nhỉ vậy tiếp theo làm sao đây ngữ khí đầy khiêu khích và khinh miệt U Minh Hoàng tử thoát ra sát ý rõ ràng làm cho nhiệt độ không khí lạnh đi U Minh bất thần một tiếng quát chói tai vang lên làm U Minh Hoàng tử biến sắc ngẩng lên nhìn qua phía xa xa bên kia lực hút của luồng xoáy bảy màu tăng vọt khiến cho liên hoa dưới chân Phương Nghị nứt ra Phương Nghị cực kỳ nghiêm trọng linh lực không ngừng tuôn ra ra cố cho hoa sen cố gắng phòng ngự nhưng rõ ràng trong lòng hắn đang than khổ cực kỳ u minh hoàng tử vừa rồi ra sát chiêu với mục trần cứ nghĩ tên kia sẽ chết ngay tức khắc chứ đâu ngờ lại cản được đương nhiên cũng làm hắn kinh ngạc chấn động không ít thành ra bị phân tâm mà nhất thời sơ sót hư hỏng phòng ngự thải tiêu lại cực kỳ tập trung sơ hở nhỏ đó của phương nghị dễ dàng bị nắm lấy lập tức gia tăng lực hút chất nứt liên hoa làm cho năng lượng liên hoa hỗn loạn phương nghị lúc này dù có cố sức cứu vãn cũng đã lâm vào thế khó quyết đấu cấp độ này một khi đã bị nắm thóp thì khó mà chờ mình được. Lực hút của luồng xoáy gia tăng, linh lực của Phương Nghị bị hút đi mãnh liệt, liên hoa nứt ra, hẳn nhiên không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Nguy cơ như thế này, ung dung như Phương Nghị cũng không thể nào không cầu cứu U Minh hoàng tử, vì nếu như tên kia không giải quyết được Mục Trần ngay, hắn sẽ là kẻ chết trước. Nghe Phương Nghị quát, U Minh hoàng tử sắc mặt biến ảo, nghiến răng bật người, biến mất trong không trung. Ngay khi hắn biến mất, Mục Trần lập tức vũ động đôi cánh phượng vút một tiếng đã bay xa mấy ngàn trượng. Ngay khi biến mất, U Minh Hoàng tử cũng lập tức hiện ra ở vị trí Mục Trần vừa đi khỏi, mặt tái mét vì giận nhìn chằm chằm đối phương đã bỏ chạy từ khi nào. Hẳn nhiên tên kia đã cảnh giác cao độ. Coi bộ lần này ngươi thua rồi. Mục Trần cười khẩy nhìn gương mặt tái đi của U Minh Hoàng tử, mỉm cười trêu chọc. Sao chứ? Bây giờ thì chỉ biết trốn chui trốn lùi như chuột vậy à? U Minh Hoàng tử cười sằng sặc, nhưng tiếng cười còn chưa dứt, hắn đã biến mất. Mục Trần lại lập tức bay đi xa tít, để lại giọng cười nhạt, thân hình lại lần nữa viễn độn, hắn cười nhạt nói, cần gì khích bác rẻ tiền như thế. Mục Trần đương nhiên biết U Minh Hoàng tử muốn hắn ngạnh đấu một trận nữa, nhưng hắn đâu có ngu, trải qua hai trận khổ chiến, linh lực của hắn đã cạn kiệt, lúc này, mà đấu cứng chẳng khác nào đập đầu vào đá bây giờ chỉ cần câu thời gian, với U Minh Hoàng tử, thắng lợi sẽ ở trong tầm tay, vì hắn đã thấy hai tên cường giả cao ngạo ung dung kia đã bắt đầu nóng nảy, và trở nên hấp tấp u minh hoàng tử đã không còn tỉnh táo mục trần lại càng dễ chạy thoát khỏi sự truy sát trên bầu trời hai cái bóng cứ chớp lóe đuổi nhau tuy cũng có lúc áp sát nhưng mục trần lại không để u minh hoàng tử có cơ hội chạm vào mình đuổi bắt một hồi mọi người đương nhiên nhận thấy sát khi của u minh hoàng tử đã tăng cao cực đồ ánh mắt hung hãn chỉ căm hận không thuộc cổ được mục trần mà cắn xé cho hả dạ chớp lóe lên lần nữa u minh hoàng tử đột ngột dừng lại ánh mắt hung lệ nhìn mục trần bỗng dưng tỏ ra căng thẳng U Minh Hoàng tử bất ngờ nén giận, không ra tay nữa, hít một hơi sâu, ánh mắt dường như đã hoàn toàn bỏ mất sự tức giận. Hắn đâu phải người thường, biết rõ trạng thái nóng nảy chiến đấu sẽ chẳng bao giờ bắt được con mồi. Ánh mắt U Minh Hoàng tử trở lại hờ hững, mục trần khẽ dùng mình. Quả nhiên khó chơi, nhanh vậy đã tĩnh tâm lại, khi mà hắn tỉnh táo, thì hắn cực kỳ nguy hiểm. U Minh Hoàng tử lạnh lùng nhìn mục trần, đột nhiên kết ấn, hắc ám trong người tuôn ra, tạo thành hai cái bóng mơ hồ hai bên rồi bản thể cũng dần trở nên mơ hồ giống hệt hai bóng đen kia vù ba cái bóng đột nhiên biến mất mục trần biến sắc cánh phượng vỗ ngay vội vàng lùi gấp hắn cảm thấy nguy hiểm trí mạng đang âm thầm cuốn tới ngay lúc đó không gian quanh người đột nhiên biến dạng ba hướng bao vây rồi ba bóng đen cùng lúc hiện ra phong tỏa hoàn toàn mọi đường lui người trốn nữa thử xem cả ba bóng đen cùng lên tiếng rồi trường kình mang theo sát khí ngập trời bao phủ lấy mục trần lần này nếu bị đánh trúng, dù Mục Trần có long phượng thể cũng phải trọng thương. Mục Trần đối diện đòn tập kích, không tránh né nữa, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Ẩm! Bất ngờ, một tiếng nổ vang lên, nhưng không phải ở vòng chiến chỗ Mục Trần. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bên kia, đóa liên hoa dưới chân Phương Nghị vỡ nát vì không chịu nổi lực hút quá mạnh mẽ. Hoa sen vừa tan biến, thân thể Phương Nghị lập tức bị kéo vụt đi về phía luồng. Xoáy! Thải tiêu lạnh lùng nhìn Phương Nghị như diều đứt dây bay đi, chỉ cần hắn lọt vào vòng xoáy thì hắn sẽ chết không còn chỗ trôn ngay cả thần phách cũng đừng hòng trốn ra được phương nghị cố gắng dãy ruộng nhưng tốn công vô ích lúc này thậm chí triệu hồi trí tôn pháp thân cũng không có tác dụng lực hút kia qua bá đạo phương nghị biến sắc không còn vẻ ung dung thanh cao kia nữa sự nguy hiểm lớn của luồng xoáy làm cho hắn lạnh cả người chết tiệt phương nghị vẫn oắt hét lên nghiến răng lấy ra một ngọc bội đỏ thẫm cấp tốc bóp nát bụp cổ ngọc vỡ tan không gian quanh thân phương nghị biến dạng tạo thành một thông đạo không gian nuốt hắn vào trong rồi không thấy gì nữa nỗi nhục hôm nay phương nghị ta nhớ kỹ trong lòng ngày sau chắc chắn trả đủ phương nghị chạy trốn để lại tiếng nói đầy phẫn nộ vang trong thiên địa khán giả há mồm kinh ngạc rồi hít hà một hơi phương nghị vậy mà lại chạy trốn cổ ngọc mà hắn bóp nát khi nãy chính là bảo bối hộ thân của thần các cho hắn có thể xuyên không gian đào thoát phương nghị bây giờ có lẽ đã rời xa khỏi long phượng thiên hoàn toàn từ bỏ tranh đoạt long phượng truyền thừa thải tiêu tròn mắt nhìn thông đạo không gian phương nghị vừa trốn đi thoát cái nàng biến mất bầu trời bên kia ba bóng đen cùng trưởng ấn hùng hậu đánh tới thề sát tận giết tuyệt mục trần ánh mắt hắn cũng trở nên điên cuồng định kháng cự nhưng rồi bỗng trở nên bình tĩnh nhoẻn miệng cười mỉa mai u minh hoàng tử xin lỗi cu anh thắng rồi u minh hoàng tử nghe mục trần nói vậy nhất thời cả kinh ánh mắt hung ác càng dữ tợn hơn dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể tha cho kẻ này, ầm. Um. Sát khí càng tăng, trưởng ấn nhanh như chớp đã ao ảo ập tới đầu mục trần. Nhưng trước khi đánh trúng mục tiêu, một bàn tay mắt lạnh quỷ dị xuất hiện ngay sau lưng hắn, giọng nói lạnh thấu xương như dao khứa vào tai, làm cho hắn hoàn toàn khựng lại. Nhúc nhích thử coi, ngươi chết chắc. Chương 807, truyền thừa vào tay. Trên bầu trời, linh lực cuồn cuộn, giọng nói lạnh sắc như dao làm tất cả mọi người đều cứng lại. Ai nấy nhìn lên trời, trừng mắt thấy mục trần hiên ngang giữa trời, ba cái bóng sát khí ngập tràn, trưởng ấn sắc bén đã tới người hắn, trưởng kinh này thừa sức làm trọng thương mục trần. Nhưng một thiếu nữ tóc đen bất ngờ xuất hiện, bàn tay ngọc ngà trước đó đã đặt vào lưng một cái bóng đen. Linh lực đáng sợ trong tay làm cho cái bóng đó khựng lại, trường ấn sắp ra tay cũng dừng lại, vì hắn biết rõ nếu một trưởng đánh ra, thì công kích sau lưng sẽ làm hắn bỏ mạng. Không khí trên trời như đặc lại, không ai chủ động phá thế rằng co. U Minh Hoàng tử mắt lóe lên hung ác, nhưng rồi lại tỏ ra kiêng kỵ, những suy nghĩ tới lui trong đầu làm cho mặt mày hắn nhăn nhúm. Đôi mắt U Minh Hoàng tử nhìn Mục Trần cực kỳ căm phẫn uất ức, chỉ cần thêm một giây thôi thì hắn đã có thể diệt sát kẻ kia, không ngờ thải tiêu lại nhanh hơn. Nàng có thể xuất hiện sau lưng hắn, hiển nhiên phương nghị đã bại, cũng có nghĩa là kế hoạch của hai người hoàn toàn đổ bể. Mục Trần chỉ mỉm cười, trưởng kình sát người nhưng không sợ hãi, đôi cánh phượng cũng thu lại, chui vào lưng. Các ngươi thua rồi, Mục Trần lặp lại lời nói. Người muốn chết, U Minh Hoàng tử Hàn Học nói, cái mạng của Mục Trần coi như đã nằm trong tay hắn, thế mà vẫn không hề tỏ ra lo lắng. Ngươi không đủ can đảm đổi mạng với ta. Mục Trần ung um dung đáp lời, miệng cười diễu cợt. U Minh Hoàng tử trong lòng giật mình, đúng là dù Mục Trần đã xem như rơi vào tay hắn, nhưng khí thế Mục Trần lại không hề sợ hãi chút nào, ngược lại càng làm cho U Minh Hoàng tử hoảng hốt. Dù không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng Mục Trần nói đúng, hắn không ngu đến mức đổi mạng với Mục Trần. U Minh hoàng tử hít một hơi, nghiêng qua nói với Thải Tiêu sau lưng, "Chúng ta cùng thu tay lại, ta không muốn phải tử chiến với ngươi, rõ ràng không ai có lợi." Thải Tiêu liếc sang Mục Trần, hắn khẽ gật đầu. Mục Tiêu chính là long phượng truyền thừa, đúng là không nên ép hổ nhảy tường, dẫu sao thỏ nổi nóng còn cắn người, huống chi U Minh hoàng tử lại không phải là thỏ, mà là một con sói giữ lúc nào cũng có thể săn người. U Minh hoàng tử và Thải Tiêu đều là nhân vật bất phàm, đương nhiên không dùng thủ đoạn thất tín, cả hai cùng tản linh lực rụt tay lại u minh hoàng tử chớp lóe lướt đi ngàn trượng đề phòng nhìn chằm chằm thải tiêu và mục trần mục trần thở phào linh lực trong người đã cạn đấu tiếp e rằng hắn sẽ lâm hiểm cảnh cũng may thải tiêu đã kịp thời đánh bại phương nghị trước lợi hại mục trần lên tiếng tán thưởng thải tiêu dù hắn chưa từng giao đấu với phương nghị nhưng gã kia chính là đương kim vô địch là long phượng lục danh tiếng còn cao hơn u minh hoàng tử một bậc bản thân thì đã lãnh giáo bản lĩnh u minh hoàng tử do vậy việc thải tiêu cường hoành đánh bại phương nghị hắn đương nhiên phải thán phục thải tiêu mỉm cười dịu dàng mà yêu mị hoàn toàn không còn vẻ sắc lạnh trước đó làm cho khán giả dưới đất nao nao nhìn lên nhưng không ai dám bất kính vì thực lực nàng vừa trình diễn đã chấn nhiếp họ không ít ngươi cũng không tồi ta không nhìn lầm thải tiêu cũng khen lại hắn một câu ánh mắt thích thú cười khúc khích trận chiến lúc nãy nếu không có một trần dốc hết bản lĩnh cản đường u minh hoàng tử e rằng nàng cũng khó mà đánh bại được phương nghị suýt nữa là bẹp dí rồi mục trần cười cười mục trần biết rõ thực lực của hắn hiện tại và u minh hoàng tử nếu tranh đấu chính diện thì chỉ cầm cự được một lúc nếu dốc hết tất cả e rằng khó thắng dù gì thì bản thân cũng mới là trí tôn tam phẩm u minh hoàng tử đã nửa bước tiến vào trí tôn ngũ phẩm thực lực đó ngang ngửa nhiều cường giả cấp vương ở đại la thiên vực cho dù hắn có nhiều tuyệt kỹ thần thánh nhưng không thể nào áp đảo nghiền nát như đánh liễu viêm được Chí tôn tam phẩm mà còn làm được như vậy đã khiến người ta quá kinh ngạc rồi. Ta nghĩ nếu ngươi và hắn đồng cấp, e rằng còn xa lắm hắn mới đánh nổi ngươi. Thải tiêu cười nói. Mục Trần không thể không thừa nhận được nghe giọng nói thiên kiều bá mị kia khen nức nở làm. Cho bản thân cảm thấy hãnh diện thích thú vô cùng, cảm giác cứ lâng lâng bay bổng. Thải tiêu nhìn ra xa, hất hàm với U Minh Hoàng tử. Ngươi còn không đi, U Minh Hoàng tử biến sắc, u ám nhìn hai người, tập trung vào Mục Trần. Chuyện hôm nay U Minh Cung sẽ nhớ kỹ, lần sau gặp lại ngươi đừng mong núp váy đàn bà mục trần chỉ cười nói lần sau gặp lại có thể ngươi nên cẩn thận một chút hôm nay đúng là khổ chiến nhưng hắn có lòng tin sẽ nhanh chóng bắt kịp sức mạnh của đối thủ nếu như tái đấu u minh hoàng tử sẽ không còn thong dong thoải mái như hôm nay nữa mục trần sẽ cho tên kia biết cái gì gọi là kẻ sĩ không gặp ba ngày phải nhìn với con mắt khác xưa khoác lác không ngượng mồm u minh hoàng tử khinh bỉ cười nhạt bản thân là nhân vật bất phàm hắn không bao giờ chấp nhận yếu hơn người khác mục trần buông lời bảo rằng sẽ vượt qua hắn thực sự chẳng khác nào chuyện cười rẻ tiền không có thải tiêu mà xem mục trần đã chết mấy kiếp u minh hoàng tử không muốn ở lại nơi đáng giận này nữa khẽ lắc mình bay đi mất tích ở chân trời hắn biết long phượng truyền thừa đã không lấy được nữa thải tiêu dĩ nhiên sẽ không cho hắn cơ hội chỗ này đã trở nên nguy hiểm ân oán lần này tạm gác lai like tính sổ sau sau này ngươi phiền phức đấy thải tiêu chép miệng lên tiếng mục trần ngẩn ngơ ta đâu thể nào ở lại bắc giới với ngươi sau hành trình long phượng thiên này ta sẽ đi khỏi còn ngươi vẫn là nhân thủ đại la thiên vực sẽ còn tái chiến phương nghị và u minh hoàng tử khi đó thải tiêu châm chọc mục trần nhướng mày cùng lúc đắc tội hai gã hạng nhất nhì long phượng lục đúng là không tốt lành gì nhưng mấy năm nay lăn lộn sông pha hắn đắc tội cũng đâu có ít cao thủ cuối cùng tất cả đều là đá mài cho ma tính của hắn bước lên tầng cao hơn mỗi khi đối diện với uy hiếp hắn càng mong chờ hơn vì chính áp lực sẽ khiến hắn mạnh lên nếu lo lắng, hay là đi theo ta luôn đi, ta sẽ dẫn ngươi tới một nơi còn thích hợp hơn cả đại la thiên vực, đảm bảo điều kiện tu luyện ưu ái cao hơn nhiều. Thải tiêu cười tủm tỉm. Thực lực thải tiêu đủ cho thấy nàng xuất thân bất phàm, mục trần phỏng đoán có lẽ bắc giới này không nơi nào sánh được, nếu đi theo nàng ta đương nhiên điều kiện tu luyện sẽ càng tốt hơn, có lẽ là nơi nhiều cường giả cũng rất khát khao đến. Nhưng mục trần mỉm cười lắc đầu từ chối, hắn không có thói quen sống trong ô dù che chở, càng thích sông sáo trên con đường cường giả của mình. Cường giả chân chính cũng đâu thể sinh ra từ sự che chở và tư nguyên của một thế lực cường đại đâu chứ. Đừng lo cho ta, về sau ta sẽ giúp ngươi giải quyết triệt để bọn họ. Thải Tiêu thấy hắn cự tuyệt, trong lòng có hơi bất mãn, nhưng cầu sau hắn nói với ngôn ngữ mạnh mẽ như vậy cũng ngạc nhiên. Nàng biết phương, nghĩ rất lợi hại, chính nàng ra tay cũng phải mưu tính lắm mới ép tên kia vào chân tường. Mục Trần muốn giải quyết gọn cả hai, nó giống như chuyện kể đêm khuya vậy, tha hồ mà tưởng tượng. Thải tiêu không chế diễu hắn, ánh mắt quan sát một hồi, nàng cười, được rồi, hy vọng lần sau tái kiến ngươi sẽ khiến ta bất ngờ. Mục Trần cười gật đầu. Thải tiêu nhìn xuống những ánh mắt kinh sợ của bảy khán giả bên dưới, rồi đột nhiên quay sang chỗ Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên, thản nhiên nói, các ngươi có ý kiến gì chuyện chúng ta lấy long phượng truyền thừa hay không? Thải tiêu lên tiếng, ba người giật mình, rồi thở dài. Phương Nghị và U Minh Hoàng tử còn bị đánh lui, thì họ dám nói gì đây chứ? Cả ba tiếc nuối lắc đầu, vậy đa tạ. Thải Tiêu mỉm cười vui vẻ, nụ cười mỹ lệ đến mức tuyệt đại mỹ nhân như Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư Bực cũng sao xuyến. Mục Trần ngẩng lên nhìn đỉnh Long Phượng Đài, nơi kim quang chói mắt ẩn chứa huyền diệu trong đó, lòng cực kỳ kích động. Long Phượng truyền thừa cuối cùng đã thuộc về sở hữu của họ. Chương 808, Long Phượng Thang. Trên không trung, linh lực bạo động đã im ắng trở lại. Những trận đại chiến kinh thiên động địa cũng đã kết thúc, chỉ còn hai người lơ lửng giữa trời, lúc này trở thành tiêu điểm chú ý. Mục Trần ngẩng mặt nhìn lên đỉnh Long Phượng Đài, nơi có ánh sáng chói lóa cùng tiếng long ngâm phượng hót mơ hồ. Đó là chỗ nhân Long Phượng truyền thừa. Long Phượng Đài dường như cũng nhận thấy số người tranh đoạt đã giảm đi, một luồng sóng hoàng kim từ trên đỉnh đổ xuống, sau đó hình thành một cái thang. Nấc thang cuối cùng chính là Long Phượng truyền thừa. Đi lấy chiến lợi phẩm nào? Thải Tiêu nhìn cầu thang chói lóa, miệng mỉm cười. Trải qua huyết chiến hung hung hiểm hiểm, đương nhiên phải đến lúc hưởng thụ thành quả. Mục Trần gật đầu, Hai người lắc mình xuất hiện ở chân cầu thang, thong dong cất bước. Phía sau, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên cũng cất bước đi theo, tuy rằng không có tư cách lên tầng cao nhất nhận truyền thừa, nhưng ở bên dưới cũng có những thứ cực tốt. Đoàn người leo thang, cuối cùng dừng lại, Mục Trần nhìn thấy trên nơi cao nhất này có một tế đàn hoàng kim. Tế đàn có hình long phượng, giao hòa cùng nhau, khí tức cổ xưa tràn ngập như thuở hồng hoang man dại, luồng uy áp mãnh liệt đến mức thải tiêu cũng hơi biến sắc. Uy áp này khiến cho không gian cô đặc lại, cách đỉnh tế đàn kia, chỉ còn vẻn vẹn 10 bậc thang, thế nhưng 10 bước này lại cực kỳ khó leo, vì uy áp khủng bố, gần ép nát cơ thể bất kỳ ai muốn tùy tiện đi lên. Uy áp chỗ này, Thải Tiêu nghiêm nghị cao mày, nàng nhận thấy uy áp Long Phượng nơi đây cực kỳ khủng bố, khiến nàng nhận thấy rằng, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, sẽ bị nó hất văng. Uy áp ở đây còn dữ dội hơn so với uy áp ở chỗ Long Phượng Trì, siêu cấp hôm trước. Nghe nói năm xưa Trần Long Trần Phượng vẫn lạc, trái tim của chúng rơi xuống chỗ này, hóa thành long phượng đài, đồng thời phong ấn truyền thừa. Do vậy đây chính là nơi có uy áp long phượng manh nhất long phượng thiên. Mười bậc thang cuối cùng kia hẳn là khảo nghiệm cuối cùng của long phượng truyền thừa, được gọi là long phượng thê, chỉ có người nào thành công bước qua mới có thể nhận được truyền thừa cuối cùng. Mục Trần cũng nghiến răng giải thích, há cũng nhận thấy rõ uy áp, nếu hắn không luyện được long phượng thể, e rằng đã chịu không nổi. Long phượng thiên nhiều năm nay không thiếu cường giả đến được chỗ này, nhưng nghe nói người xuất sắc nhất cũng chỉ gần như, bước lên được bậc thang thứ 9 mà thôi ồ oh, hải tiêu nhướng mày ngạc nhiên long phượng thiên không ngờ lợi hại như vậy bao nhiêu năm hình thành mà vẫn không ai đủ sức bước lên bậc thang cuối cùng ngươi thấy thế nào hải tiêu nhìn mục trần hỏi mục trần ngẩng lên bậc thang cuối cùng của long phượng thang có ánh sáng ngập tràn cùng uy áp cường đại cũng chính là nơi hàm chứa long phượng truyền thừa muốn ta bỏ qua đâu có dễ vậy ánh mắt lăng lệ mục trần khẳng định chắc nịch không do dự cất bước đi lên long phượng thang ầm um, ngay khi bước chân mục trần đặt xuống mơ hồ như có tiếng long ngâm như sấm rền vang lên sau đó uy áp khủng bố như bài sơn đảo hải ập tới mục trần cảm thấy cơ thể mình nặng như núi hắn nghiến răng run rẩy bước tiếp mục trần lào đào lắc lư hẳn nhiên áp lực rất lớn mỗi bước mồ hôi tuôn như suối cơ bắp nhức nhối kịch liệt phía sau hải tiêu cũng bước tới dù không gian khổ như mục trần nhưng rõ ràng bước chân cũng rất nặng hiển nhiên cũng chịu áp lực tương đương sau đó nữa tô bích nguyệt hồng ngư đinh tuyên thì còn gian nan hơn khó có thể leo lên mọi ánh mắt đều nhìn lên năm người đang chậm chạp đi lên bọn họ muốn biết long phượng thiên năm nay những người kia có thể bước lên được mấy bậc thang bước chân mục trần lào đảo như sắp ngã mỗi bước hắn cảm thấy như xé ra toác thịt máu chảy ra đầy lưng dưới long phượng uy áp thậm chí ngay cả long phượng thể cũng khó chịu nổi thải tiêu bước sau mục trần trên trán bóng loáng đầy mồ hôi thực lực mạnh mẽ của nàng cũng không thoát khỏi uy áp quá khủng bố này ngươi còn muốn tiếp tục thải tiêu mím môi nhìn cái lưng chảy máu của mục trần mục trần không nói gì chỉ gật đầu lia lịa ánh mắt không hề nản trí lát sau lại giơ chân bước tới một bước phụt một bên vai tóe máu bắn ra như vòi nước chảy xuống theo cánh tay lưng gờ bụng rơi xuống bậc thang để lại một dấu chân máu trên nấc thang hoàng kim máu chảy ra từ cơ thể mục trần ngày càng nhiều gương mặt hắn cũng tóe máu gần như che mở tầm mắt, nhưng bước chân vẫn kiên định nặng nề không dừng lại. Thêm một bước nữa, hắn dừng lại tại bậc thứ 8. Lúc này hắn như một huyết nhân, toàn thân đầy là máu, áp lực khủng bố ập tới như ép cơ thể hắn muốn phát nổ. Trong máu thịt lóe lên những hào quang ám kim, chính là tinh huyết long phượng với khả năng sinh mệnh siêu việt đang phục hồi cho cơ thể hắn. Nếu không có sự bảo vệ của tinh huyết long phượng, có lẽ hắn lúc này đã nổ nát thành đống thịt. Lúc này áp lực đã khiến Mục Trần mắt mở tai điếc chỉ còn cảm nhận được uy áp nặng nề xung quanh ập tới. Mục Trần trao đảo đứng không vững, Thải Tiêu cũng đã bước lên bậc thứ 8, mồ hôi đổ trên chiếc cổ ngọc ngà, men theo đường cong tinh tế. Gương mặt hơi tái đi, ngực thở phập phồng, gương mặt nghiêm trọng, nhìn sang Mục Trần với vẻ lo lắng. Đến lúc này nàng mới rõ vì sao bao nhiêu năm, rồi vẫn không có ai vượt qua được bậc thang cuối cùng, ngay chính bản thân nàng có lẽ cũng chỉ đủ sức bước đến bậc thang thứ 9, nếu cứ cố sức mà đi tiếp, e rằng cơ thể sẽ nát tan ngay phía sau, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên đều dừng lại ở bậc 6, không đi lên nữa, vì họ biết rõ sức của mình đến đây là cực hạn, cơ thể đã không chịu nổi. Ba người ngồi xuống, nhìn lên hai người phía trên, đặc biệt khi thấy Mục Trần toàn thân máu me, bất giác cảm thấy bội phục. Mục Trần chỉ là trí tôn tam phẩm, vậy mà cũng có thể leo đến tám bậc, áp lực tưởng tượng cũng biết nó dữ dội thế nào, nếu nghị lực kém cỏi e rằng sẽ suy sụp mất. Mục Trần có thể lấy thực lực trí tôn tam phẩm đánh bại Liễu Viêm, cầm cự thành công trước u minh hoàng tử chiến tích dữ dội như vậy lúc đầu họ còn chưa hiểu làm thế nào hắn làm được nhưng bây giờ thì đã biết vì sao hắn có thể tạo nên kỳ tích kỳ tích không phải trên trời rơi xuống mà chính là nghị lực bản thân đã tạo ra nó tô bích nguyệt hồng ngư nhìn nhau sắc mặt phức tạp thải tiêu vuốt giọt mồ hôi động lại trên cằm nhìn mục trần với cái thân bê bết máu đau lòng lên tiếng không cần đi nữa ngươi lên đi máu trên người khô lại đóng thành lớp vảy cứng bọc lấy gương mặt mục trần Giọng nói khó khăn cất lên, cổ họng hắn đã bị uy áp Long Phượng làm tổn thương. Thải Tiêu gật đầu, nghiến răng bước tiếp, linh lực hùng hậu ra cố bước chân, chống cự lại uy áp. Đôi chân run run của nàng đặt lên bậc thang thứ 9. Khán giả xôn xao, bao nhiêu năm Long Phượng thiên xuất hiện, cũng chỉ mới có một vị thiên tài tuyệt thế năm xưa đứng ở bậc thang thứ 9, lần này đây đã xuất hiện người thứ hai. Mục Trần Gian Nan nhìn lên, mơ hồ thấy đỉnh Long Phượng Đài sáng chói kim quang. Như bảo tọa của chân long chân phượng, từ trên cao phủ xuống uy áp vô tận. Áp lực đủ để khiến bất kỳ ai phải quy phục. Năm ngón tay hắn bất giác nắm lại, ngọn núi lớn trước mặt này đúng là khó vượt qua nổi. Long phượng uy áp đáng sợ này, cho dù thân thể cường hóa mạnh mẽ của hắn cũng không chịu nổi. Mục Trần Mơ hồ nhận thấy, nếu hắn bước chân lên bậc thứ 9 thì thân thể sẽ nát tan, mà bước lên bậc thứ 10 e rằng hắn sẽ hóa thành bụi. Bây giờ, bỏ cuộc sao? Ánh mắt Mục Trần trở nên mê muội. Trong bóng tối dường như xuất hiện một cô gái cực kỳ xinh đẹp, mái tóc bạc lấp lánh như ngân hà, đôi mắt lưu ly lóng lánh dịu hiền nhìn hắn. Lạc Ly, cô gái đã từng khiến hắn phải trốn chui trốn nhủi, nàng bây giờ đã về lại Lạc thần tộc, chấp nhận trách nhiệm gánh vác chủng tộc mình, áp lực nàng nhận lấy không yếu hơn hắn chút nào. Còn hắn, đã từng hứa với nàng sẽ trở thành cường giả cái thế. Đôi mắt mê muội đột nhiên mở trừng, hắn không còn chút do dự nào nữa, con đường cường giả vốn dĩ phải đổi bằng máu và mồ hôi nếu chỉ đơn giản là một lời bỏ cuộc thì làm sao thực hiện lời hứa với nàng a a a a a a a a một tiếng la thất thần vang lên tô bích nguyệt và hồng ngư tay che miệng mắt kinh ngạc nhìn phía trên gã nam tử đã lắc lư sắp ngã đột nhiên trở nên vững vàng hét to mãnh liệt cất bước đi tới một bước leo lên bậc thứ chín hải tiêu cũng trợn mắt nhìn lại vẻ mặt kinh hãi khi thấy cơ thể mục trần ứa máu dữ dội cơn đau kinh khủng trong da thịt gần như chôn vùi ý thức của mục trần nhưng hắn vẫn gào thét như kẻ điên bước tiếp thải tiêu khiếp sợ. Khán giả hít hà, ai nấy đều biết Mục Trần muốn làm gì. Mục Trần cất bước, thêm một bước nữa, bậc thứ 10, Mục Trần đứng vững vàng trên đỉnh Long Phượng Thang. Bất ngờ, thải tiêu sắc mặt kịch biến, thân thể của hắn vỡ vụn, máu văng tư tán, cơ thể nổ tung. Chương 809, Long Phượng huyết dục. Ầm. Ừ. Máu thịt bắn tung tóe trên đỉnh Long Phượng, nhất thời mọi người đều sững sờ pha lẫn hốt hoảng. Không ai ngờ Mục Trần lại liều mạng đến vậy không chỉ lên bậc chín mà còn cố gắng thêm một bước xông lên bậc cuối cùng chỉ đáng tiếc khi hắn đặt chân lên nơi cao nhất lại không đủ khả năng chịu đựng nổi long phượng uy áp khủng bố khiến cho cơ thể nổ văng khán giả nuốt nước miếng thở dài bậc thang thứ người quả là không ai qua được căn bản chẳng thể nào nhận được truyền thừa phía trên cao thải tiêu sững sờ mặt tái mét máu văng khắp nơi trước mặt nàng thất thần nhìn thân thể nát bét sắp tiêu tan kia trong lòng bỗng dưng xa suốt nàng không ngờ mục trần lại hành động lỗ mãng như vậy Hắn không biết bậc thang cuối cùng này đối với hắn là tử địa hay sao? Đó cũng không hẳn là vấn đề thực lực, mà thực sự với cảm nhận của nàng, đó là bước chân tử vong cho bất kỳ ai đặt vào. Có lẽ chính vì thế mà năm xưa vị thiên tài kinh thế ấy chỉ đặt chân đến bậc thứ 9, mà quyết định không đi tiếp, bậc thứ 10 này mang theo lòng kiêu hãnh của chân long chân phượng, là lĩnh vực của chúng, là nơi con người không được phép đặt chân. Thải Tiêu biến sắc mím môi, đưa tay ra cố gắng định truyền linh lực cứu Mục Trần, nhưng ngay lúc đó bất ngờ nàng nhìn thấy thân thể máu me chuẩn bị đổ xuống kia khựng lại, rồi quỳ một chân trên đất, hét lớn. A a a a a a a a a, tiếng la hét thê thảm đầy thống khổ, làm cho người bình tĩnh nhất cũng biến sắc. Cả thân thể máu thịt bầy hầy, xương lồ lộ, lộ đủ chỗ, cả người đã nổ hết phân nửa, nếu không có tinh huyết long phượng với sinh mệnh lực siêu đẳng, e rằng hắn đã táng mạng. Ngay cả thời điểm này, hắn vẫn không tuyệt vọng buông xuôi, tiếng thét gào vang khắp trời, đọng lại trong tay tất cả mọi người, ai nấy rung động nhìn lên đỉnh Long Phượng Thang, thân xác nổ nát nửa người chìm ngập trong máu nhưng vẫn thét lên tiếng thét cầu sinh. Đừng nói cường giả bình thường, ngay cả Thải Tiêu, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng rung động cực kỳ. Ý chí cực đại của Mục Trần làm cho các nàng phải run sợ. Thật là một kẻ cuồng mãnh, Đinh Tuyên cũng hết hồn thốt lên, đứng thẳng người dậy. Mục Trần lúc này càng hiên ngang uy vũ hơn cả lúc đối đầu U Minh Hoàng tử, thật sự khiến người ta kính trọng tiếng gào làm mọi cường giả chú ý đột nhiên đỉnh long phượng đài vang lên thêm một tiếng long ngâm phượng hót hòa với tiếng gào đó ai nấy kinh ngạc một cột sáng trói lọi trên đỉnh long phượng thăng bắn thẳng lên bầu trời chân cột sáng chính là thân thể hư nát của mục trần đang quỳ một gối bên trong cột sáng kim sắc có những thứ vật chất sền sệt như chất lỏng nếu quan sát kỹ thì đó chính là tinh huyết long phượng màu ám kim độ tinh khiết của nó khiến cho vô số người kinh hãi tinh huyết long phượng ào ào đổ xuống như mưa gột rửa thân thể hư hoại của mục trần những lớp chất lỏng ám kim bao bọc bổ khuyết những phần thân thể đã nổ nát những chỗ đó da thịt mọc ra với tốc độ kinh hồn từ xa nhìn lại mục trần trông như kim la hán uy áp cổ đại toát ra từ cơ thể hắn mang theo khí tức có nguồn gốc từ chân long chân phượng đó là long phượng huyết dục khán giả lại thêm một phen được chứng tỏ khả năng hiểu biết siêu việt vẻ mặt cực kỳ hâm mộ khi nhận thấy độ tinh khiết vô cùng của tinh huyết long phượng trong cột sáng cho dù tắm cả trăm cái long phượng chỉ cũng không thể sánh bằng. Tiểu tử này thật tốt số quá, có. Ai đó ghen tị thốt lên. Long phượng huyết dục A, cho dù là thân còm trơ xương sau khi được tẩy rửa cũng có thể thay ra đổi thịt. Huống hồ mục trần này vốn thân thể cường hãn, trải qua lần tẩy trần này, có lẽ chỉ cần dùng sức mạnh cơ thể cũng thừa sức áp đảo cường giả cung cấp. Nhưng dù rất ganh tị, họ cũng biết rõ đó, chính là kết quả của nghị lực bất phàm và cơ duyên lớn mới có được bọn họ căn bản không dám mạo hiểm cử từ nhất sinh chẳng thể nào ép bản thân mình đặt chân lên nấc thang nguy hiểm đó thì ra bậc thang cuối cùng chính là một khảo nghiệm nữa tô bích nguyệt hồng ngư sắc mặt phức tạp hai nàng đều nhận thấy rõ cảm ứng cho biết nấc thang kia hễ bất kỳ ai bước lên cũng chết chính vì lý do đó mà bao nhiêu năm nay không ai dám bước lên nhưng chính sự điên cuồng của mục trần lại phá vỡ lời nguyền nấc thang cao nhất sự khảo nghiệm không phải là thực lực mà chính là lòng can đảm và nghị lực siêu phàm Thải Tiêu thì thở phào mừng rỡ, vui vẻ ngắm nhìn đồng bạn được bao phủ trong kim quang chói lóa. Hắn cũng không nhiều tuổi, nhưng kiên nghị và cố gắng thật sự khiến nàng phải động lòng. Ngắm hắn một hồi, nàng bỗng cảm thấy người trước mắt, về sau này sẽ vang danh đại thiên thế giới. Cột sáng ám kim bao phủ Mục Trần, không ít tinh huyết long phượng vương vãi văng ra ngoài, lan đến chỗ Thải Tiêu, Tô Bích Nguyệt. Hiệu quả của người khác đương nhiên không sánh bằng Mục Trần, nhưng luyện hóa thứ này lợi ích cũng cực cao ai nấy ngồi xuống dốc toàn lực hấp thu tinh huyết long phượng văng tới. Cột sáng ám kim vang lên tiếng long ngâm rền rĩ khắp trời, kéo dài khoảng 10 phút sau rồi tiêu tán. Mọi ánh mắt đều chú ý đỉnh long phượng đài. Hào quang ám kim trôi đi, chui hết vào bóng người cao gầy, lưu chuyển trong làn da. Những chỗ thân thể bị nát vì vụ nổ trước đó lúc này đã hoàn toàn lành lặn, kim quang lấp lánh toát ra uy áp cường hãn. Sau lưng hắn dường như có hoa văn đôi cánh phượng kim sắc, nhìn như vật thể sống đang múa lượn sống động như có thể giang ra bất cứ lúc nào, đưa Mục Trần chinh phục bầu trời. Còn trước ngực hắn, Long Văn Kim sắc hiện rõ, uy áp cự long uy mãnh mà nghiêm nghị. Mục Trần mở mắt, đôi mắt đen lúc này hóa thành hoàng kim, khí tức uy nghiêm, khiến người ta hít thở khó khăn. Đôi mắt kim sắc lấp lánh một hồi rồi tan đi, để lại đôi mắt đen mờ mịt nhìn xuống cơ thể, tay nắm chặt lại, cảm nhận sức mạnh đang dâng tràn. Trong người hắn lúc này như đang ẩn chứa một con chân long và một con chân phượng, tay sợ lên ngực, chạm vào Long Văn, mí mắt giật giật. Hắn cảm nhận thấy Long Văn và Phụng Văn dường như có một sinh mệnh lực riêng biệt. Dường như không chỉ là hoa văn đơn thuần, mà chính là sinh vật. Xem như kiếp nạn lần này hắn đã vượt ải thành công, có thể cảm nhận thấy sinh mệnh lực trong người đã sung mãn hơn không chỉ gấp 10. Những nội thương khi đại chiến với Liễu Viêm, U Minh Hoàng tử trước đó hoàn toàn đã được chữa lành, sức khôi phục kinh người làm cho chính hắn cũng nao nao. Lần này đánh bạc đã thắng, kim quang tiêu tán, tến đàn trên long phượng đài đột nhiên bắn ra những tia sáng nhỏ, trong đó có chứa vảy rồng long phượng, trên bề mặt chúng có những văn tự cổ thoáng hiện. Đó là những vật truyền thừa của chân long chân phượng. Ngay khi vảy rồng long phượng bay ra, khán giả lại xôn xao, bao nhiêu là ánh mắt đỏ lên tham lam. Có được vật truyền thừa từ chân long chân phượng. Dù chỉ một món cũng cực kỳ thuận lợi cho việc tu luyện của họ. Vô số vảy, rồng long phượng vần vũ trên long phượng đài, bao chọn lấy cả long phượng thang, Hải Tiêu, Tô Bích Nguyệt cũng nhận được truyền thừa, người nào ở bậc cao hơn, đương nhiên vật nhận được sẽ quý giá hơn. Chỉ cần nhìn độ sáng kim quang của những mảnh vảy rồng lông phượng là biết được, càng ở tầng cao, chúng nó càng ít đi, nhưng hào quang lại càng mạnh hơn. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư mừng rỡ nhìn những vật thể xoay quanh, kích động định đoạt lấy. Mục Trần cũng ngẩng lên nhìn, phía trên đỉnh Long Phượng Đài này số lượng kim quang không nhiều, so với bên dưới thì ít đến thảm thương, chỉ chừng mười mấy, mấy thứ bay lượn vòng vèo bên trong mơ mồ có thể thấy được long lân long cốt phượng vũ này nọ toát ra dao động cổ xưa mục trần cảm giác được những vật truyền thừa này hắn chỉ có thể chọn lấy một thứ mục trần nhíu mày trầm tư cả buổi hai mắt khép lại đã khó lựa chọn vậy thì hên xui đi mục trần giang tay ra tâm linh trôi qua thân thể kim quang nhàn nhạt tỏa sáng long phượng thể trên ngực sau lưng chân long văn và chân phượng văn rung động nhẹ nhàng rồi cùng bắn đến một vật phía bên phải hai tia sáng bắn đến chộp lấy khối cầu ánh sáng, rồi từ từ kéo về. Mục Trần mở mắt ra, khối cầu ánh sáng lơ lửng trước mặt, hắn đưa tay ra, vật thể nọ rớt vào tay, hào quang biến mất. Nó là một khối xương ám kim, với những đường vân kỳ lạ, toát ra những văn tự xưa cổ nhất thiên địa cùng với dao động thần bí khó lường. Mục Trần cầm lấy khối xương, cảm giác huyết nhục cơ thể đang sôi lên, làm cho hắn dùng mình. Hẳn nhiên khối xương này có quan hệ mật thiết tới Long Phượng thể. Chương 810, Long Phượng chân kinh, khối xương cổ hoàng kim thần bí yên lặng nằm trong tay mục trần văn tự lấp lánh kỳ ảo khó hiểu mang đến cảm giác kỳ dị mục trần cẩn thận xem xét khối xương hoàng kim thần sắc đăm chiêu suy nghĩ thứ này hẳn là có quan hệ mật thiết với long phượng thể bằng không sẽ không thể nào sinh ra cảm ứng đặc biệt đến vậy mục trần vuốt ve khối xương thử đưa linh lực vào trong thăm dò nhưng thất bại bên trong khối xương có một sức mạnh kháng cự lại tác động từ bên ngoài mục trần chớp mắt suy nghĩ muốn giải đáp bí mật trong khối xương này thì phải có năng lượng cùng loại với nó năng lượng cùng loại mục trần trừng mắt rồi cười nhạt hắn dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay làm cho máu tươi chảy ra rơi xuống khối xương ngay khi giọt máu phủ lên khúc xương những văn tự trên đó như hồi sinh bắt đầu ngọ nguậy rồi hóa thành một tia sáng hoàng kim bắn thẳng vào đầu mục trần ẩm mục trần chấn động trong đầu vang lên tiếng động như núi lửa phun trào khiến cho máu huyết sụp sôi mục trần cảm thấy trời đất quay cuồng ánh mắt tối thui, nhưng ngay sau đó là một khu vực sáng choang màu hoàng kim, rộng mênh mông như biển lớn. Trên mặt nước, sóng lớn cuồn cuộn, hội tụ lại với nhau trở nên càng to lớn hơn. Mục Trần trừng mắt nhìn, nhận thấy trên đầu ngọn sóng có một người đang ngồi xếp bằng, kim quang sáng loáng làm hắn không nhìn rõ bộ dáng ra sao, nhưng áp lực toát ra thật sự rất lớn. Người thần bí đang yên lặng cưỡi sóng, đột nhiên gầm lên một tiếng kỳ dị như long ngâm, lại giống như phượng hót, lại có vẻ như tiếng long phượng hòa minh, hoàn mỹ và cường đại. Kim quang từ cơ thể người đó bắn ra, giữa trời xuất hiện hai con chân long chân phượng khổng lồ bay lượn. Mục Trần nín thở nhìn chăm chú vào người thần bí có long phượng vây quanh, tinh thần chấn động. Người kia có vẻ như cũng đã luyện thành long phượng thể, hơn nữa long phượng thể mà người đó tu luyện có thể nói là đại thành, đem long văn phượng văn hóa hư thành thật, cảnh giới cực cao, dù rằng ảnh chân long, ảnh chân phượng này cũng không thể nào có chiến lực khủng bố của bản thể thật sự, nhưng sức mạnh hủy diệt vẫn không thể bàn cãi, phối hợp với người điều khiển thì e rằng chân long chân phượng thực thể cũng phải tìm đường mà tránh. Long phượng thể thật mạnh mẽ, mục trần thấy máu nóng lên, dù rằng bản thân chỉ mới vừa luyện thành hình thái ban đầu của long phượng thể, nhưng có khải tượng này giúp hắn tin tưởng, một ngày kia hắn sẽ đạt được cảnh giới như vị cường giả thần bí này. Mục trần vẫn đang say sưa ngắm nhìn long phượng, bóng người thần bí kia đột nhiên đứng dậy, vung tay, làm ảnh long ảnh phượng gào lên rồi lao vào nhau. Luồng sáng trói mắt bộc phát là mục trần sững sờ, rồi chuyển sang kinh động vô cùng chân long chân phượng đã biến mất, chỉ còn lại một sinh vật thần bí khổng lồ vô cùng. Nó có thân thể cự long, với những chiếc vảy rồng khổng lồ màu ám kim bao phủ, đôi cánh phượng trên lưng giang rộng cả vạn trượng, che khuất hết bầu trời. Sinh vật thần bí nửa rồng nửa phượng lơ lửng giữa trời, uy nghi hoàn mỹ, khiến người ta sợ hãi. Đây là Mục Trần thần sắc kinh hãi, thì thào lẩm bẩm, Long Hoàng trong truyền thuyết, có một truyền thuyết từ thời viễn cổ, Long tộc và Phượng tộc là hai thú tộc thần thú đỉnh cấp, không hề phục tùng lẫn nhau, luôn luôn gây ra những cuộc đại chiến kinh thiên, nhưng trong đó cũng có những thời kỳ họ hòa bình liên hợp với nhau, và người. Lãnh đạo cả hai tộc hợp nhất khi đó, chính là một con long hoàng. Chỉ có sinh vật siêu thần bí đó mới đủ sức đứng trên hai tộc cao ngạo siêu đẳng, khiến bọn họ cúi đầu xưng thần. Chỉ có điều tỷ lệ long hoàng sinh ra cực kỳ thấp, mấy vạn năm nay chưa hề nghe đến một thông tin nào về long hoàng, do đó người ta ít biết đến, ngay cả chính hắn cũng chỉ ngẫu nhiên nghe cửu u kể chuyện mới biết. Thế nhưng hiện tại một con long hoàng huyền thoại đang sừng sững trước mắt hắn. Long phượng thể thật đáng sợ. Mục Trần chết lặng, không ngờ long phượng thể đại thành cực hạn, không chỉ hóa thực ảnh chân long chân phượng, mà còn có thể dung hợp trở thành long hoàng. Tuyệt kỹ cường đại như vậy, thật sự người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Phải một lúc lâu sau, hắn mới hồi thần lại, giữ bình tĩnh trong lòng. Long phượng thể huyền ảo vô cùng, hắn cũng nhận thấy rõ, muốn luyện đến cảnh giới như vị cường giả thần bí kia sẽ khó khăn cực độ. Long hoàng dần dần phai nhạt đi rồi tiêu tan biến mất vị cường giả thần bí cưỡi sóng búng ngón tay những văn tự kim sắc cổ xưa bay đến trước mặt mục trần mục trần chăm chú nhìn phía trên đám văn tự cổ có bốn chữ lớn bay múa như rồng phượng toát ra phong thái uy nghi vô tận long phượng chân kinh bốn chữ vàng lập tức bắn vào trong não mục trần rồi cả vùng biển hoàng kim cũng tan biến cùng với vị cường giả bí ẩn chính lúc sắp tan đi mục trần dường như cảm thấy ánh mắt của người đó chiếu tới hắn như muốn xuyên thủng cả linh hồn mục trần còn chưa kịp giật mình thì tầm mắt đã trở nên rõ ràng hắn vẫn còn đứng trên long phượng đài trong tay không còn khối xương hoàng kim nữa nó đã hoàn toàn trở thành cho bụi bị gió cuốn đi hắn dù đã luyện thành long phượng thể nhưng chỉ mới ở mức độ sơ thành lúc này có phương pháp của bộ long phượng chân kinh kia hắn thật may mắn coi bộ ngươi thu hoạch không nhỏ ha đột nhiên một tiếng cười khúc khích làm hắn tỉnh giấc thải tiêu đã bước tới uy áp trên tế đàn lúc này đã hoàn toàn biến mất có lẽ vì mục Trần thành công vượt qua khảo nghiệm đỉnh cao. Mục Trần cười gật đầu, lần này đa tạ ngươi rồi. Ngữ khí rất chân thành, vì hắn biết rõ hành trình Long Phượng Thiên này không có sự giúp đỡ của thải Tiêu thì hắn khó mà đứng được ở chỗ này, thực lực hiện tại không cách gì đối chọi được với Phương Nghị và U Minh hoàng tử. Chuyện gặp thải Tiêu giữa đường làm hắn cảm thấy thật may mắn, và càng may mắn hơn khi hắn không thể từ chối không cho nàng đi cùng. Thải Tiêu sảng khoái cười nói, có qua có lại mà thôi, không có ngươi thì ta cũng đau đầu không ít nên tính ra người cũng không phải là ăn cơm chùa. Mục Trần mỉm cười, định nói chuyện tiếp, thì đột nhiên không trung Long Phượng Đài xuất hiện một vòng xoáy không gian thật lớn. Đó chính là thông đạo rời khỏi Long Phượng Thiên. Long Phượng Thiên đã sắp kết thúc. Thải Tiêu nhìn lên bầu trời, khẽ lẩm bẩm, tỏ ra chưa thỏa mãn. Nàng vỗ vai Mục Trần, mỉm cười. Lần này, hợp tác vui vẻ. Mục Trần cũng cười đáp lại, hợp tác vui vẻ. Vòng xoáy không gian xuất hiện, Khán giả cũng nhận biết tình hình, lập tức động thân bay lên trời, như đàn châu chấu chui vào trong thông đạo. Mục Trần cũng không ở lại lâu, sau một hồi cảm khái hành trình vừa đi qua, nhìn khắp vùng đất giữa này một lần, rồi cùng với thải tiêu nhanh chóng bay vào luồng xoáy. Vừa chui vào luồng xoáy, chỉ vài cái chớp mắt không gian đã thay đổi cực lớn. Vùng đất mãng hoang xa xưa đã hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ thanh bình yên tĩnh thoải mái của thời đại ngày nay mục trần và tất cả mọi người đều xuất hiện trở lại long phượng sơn mạch vòng xoáy không gian vẫn liên tục nhả vô số cường giả ra khỏi long phượng thiên lúc này cả vùng núi trở nên nhộn nhịp và ồn ào mục trần và thải tiêu đứng trên trời vô số người lướt qua họ đều tránh sang một bên ánh mắt kiêng rẻ kính sợ long phượng thiên kia mục trần và thải tiêu dùng chính thực lực của mình để chiến thắng những thiên tài kiệt ngạo bất quần mục trần nhìn ra tứ phía định bụng mau chóng rời khỏi chỗ này đột nhiên hắn không đi được vì một luồng uy áp linh lực khủng bố ngập tràn ép chặt thân thể. Rõ ràng uy áp linh lực này hướng về phía hắn, một giọng nói phẫn nộ đầy sát ý vang khắp vùng sơn mạch, làm cho tất cả cường giả biến sắc. Tiểu Nghiệt trùng, dám hủy thân thể con ta, đả thương thần phách của nó, hôm nay bổn tọa sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Mục Trần biến sắc, đó chính là giọng nói của Huyền Thiên Điện chủ, Liễu Thiên Đạo.